Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 61, mẹ ngươi khỏe không? Hoàng hậu nhìn cô, trong mắt lộ ra khôn khéo, hai tháng. Bà ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy hắn tốt lên, trước kia thương mai nói toàn phải 3 ngày mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng là bây giờ không tới hai ngày, toàn cũng đã ổn định rồi. Thương mai cười khổ, nương nương, điện hạ bệnh tình không phải ngày một ngày hai, xương gãy lại mọc, không phải dễ dàng như vậy. Được, ba tháng ba tháng sau nếu không cách nào chữa khỏi cho lương vương ngươi là một người thông minh tự biết có hậu quả gì hoàng hậu lạnh lùng nói thương mai đương nhiên biết nếu không trị hết cho lương vương cô lại biết bí mật của lương vương hoàng hậu sao có thể để cô còn sống ở trên thế giới này cô nói nương nương ba tháng đến nửa năm cái này là câu trả lời cuối cùng thần nữ có thể cho hoàng hậu nương nương hoàng hậu lạnh lùng nói hạ thương mai đừng được voi đòi tiên trước kia người nói lương vương 3 ngày sau mới có thể qua giai đoạn nguy hiểm, hôm nay cũng mới hai ngày. Thương Mai lắc đầu, nương nương, cái này không giống nhau, lương vương lần này hút vào tính xương phổi, là khởi điểm của bệnh cấp tính, chữa trị thích ứng cộng thêm lương vương căn cơ tốt, cho nên mới dễ dàng ổn định lại, hơn nữa, bây giờ cũng chỉ là ổn định, còn phải có sau này chữa trị. Còn vết thương ở chân cùng những thương thế khác của hắn, thì phải chờ lương vương dưỡng tốt thân thể mới có thể bắt tay tiến hành chữa trị, nếu không hắn không cách nào chịu đựng được sự đau đớn của xương gãy lại mọc hoàng hậu thấy cô kiên trì như vậy nghi ngờ hỏi người chắc chắn không phải đang trì hoãn bổn cung thương mai nhìn thẳng hoàng hậu nương nương chuyện cho tới bây giờ ngài thật cho là những người nhà kia của thần nữ có thể làm gì được thần nữ sao thần nữ không cần kéo dài thời gian với hoàng hậu nương nương lời thần nữ đều vì lương vương chữa trị là bởi vì thần nữ thoái hôn có lỗi với lương vương thần nữ muốn bồi thường Hoàng hậu trầm ngâm chốc lát được, ba tháng đến nửa năm, nhưng ba tháng sau, người nhất định phải để cho bổn cung thấy được thành quả. Thương Mai đáp ứng, Hoàng hậu lệnh cô trở về trường sinh điện trông non lương vương. Trường xanh ngoài điện, như cũ có trọng binh phong tỏa. Đi tới trường sinh điện, vừa vặn thấy mộ dung khanh từ bên trong đi ra, hắn đem bức tranh lấy được từ chỗ Hoàng hậu đưa cho Thương Mai, một lúc nữa an thân vương sẽ vào cung, cô đem bức tranh này cho hắn audio điện tử võ tấn bền. Thương Mai nhận lấy, tò mò hỏi, vương gia làm thế nào biết hắn sẽ vào cung? Mộ Dung Khanh cười cười, hắn sẽ đến, hơn nữa còn đến rất mau. Thương Mai ngạc nhiên, thật sao? Mộ Dung Khanh xoay người rời đi, trước khi đi, vừa quay đầu phân phó nói, tối nay bổn vương sẽ không vào cung nữa, nàng nhìn chăm chú chút. Vương gia phải đi nơi nào? Thương Mai bột miệng hỏi, hỏi xong lại có chút hối hận đây không phải là việc cô nên hỏi đáy mắt mộ dung khanh có chút kinh ngạc tựa hồ không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy nhưng là hắn vẫn trả lời bổn vương tối nay có chuyện cần làm thương mai nhìn hắn đi thấy nghiêm vinh từ bên ngoài đi tới nghiêm vinh lại mặc khôi giáp không biết nghiêm vinh cùng hắn nói cái gì chỉ thấy hắn đứng nghiêm người chợt sải bước đi thương mai âm thầm kinh dị mặc khôi giáp chẳng lẽ đi duyệt binh nhưng là đã tối muộn như vậy duyệt cái gì binh chứ Chẳng qua là, điều này cùng cô có quan hệ gì chứ? Cô cười cười, xoay người vào điện. Trong điện, Lương Vương mới vừa uống một chút cháo, người hầu của hắn A Kim ở bên cạnh hầu hạ, thấy cô đi vào, A Kim nghênh đón, cười đôn hậu, đại tiểu thư đến rồi. Thương Mai ừ một tiếng, điện hạ uống bao nhiêu rồi? Nửa chén nhỏ, A Kim nói. Được rồi, vậy được rồi, Thương Mai để cho A Kim lui ra. Cô đi tới, Lương Vương toàn thân đang đắp chăn, lại mới vừa uống cháo nóng, chán dỉ ra từng hạt mồ hôi nhỏ. Thương Mai lấy khăn tay ra lau cho hắn, cúi đầu thấy Lương Vương dùng con người đen nhánh trầm tĩnh nhìn cô. Hắn nói, hạ Thương Mai, người cùng những lời ngoại nhân nói không giống nhau. Thương Mai cười cười, cất khăn tay xong, điện hạ cùng những lời người khác nói cũng không giống nhau. Lương Vương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đúng vậy, lời người khác nói, há có thể là thật. Thương Mai ngồi xuống, trần mạch cho hắn, mạch tượng đã bình hòa rất nhiều không thể không bội phục căn cơ của lương vương đúng là tốt bổn vương không sao lương vương vừa nói nhìn quanh một chút hoàng thúc đi rồi mới vừa đi lương vương có chút lười biếng đưa tay ra hai tay khoanh đặt ở trên chăn ngưng mắt nhìn thương mai hỏi ngươi sắp gả cho hoàng thúc rồi trong lòng có cảm thụ gì thương mai lắc đầu không biết chuyện chưa xảy ra ta không muốn nghĩ tới lương vương trầm mặc một chút bỗng nhiên nói gả cho hắn đi thương mai có chút kinh ngạc hả hắn đáng giá lương vương nói câu không đầu không đuôi nhắm hai mắt lại thương mai muốn nói đây không phải là vấn đề có đáng giá hay không hai người muốn thành hôn chung sống với nhau cả đời trừ nhìn điều kiện bên ngoài còn phải nhìn có tình cảm với nhau hay không dĩ nhiên cô cảm thấy cùng lương vương nói chuyện tình yêu cũng là dư thừa hắn không hiểu cô còn không phải đã muốn cưới cô quý tộc cưới gả cưới là ra thế, mà không phải là người này. Thời điểm thương mai ngẩn người, lương vương bỗng nhiên lại mở mắt, nghiêm trang nhìn cô, thật ra thì bổn vương để cho ngươi đáp ứng gả cho hoàng thúc, là cho ngươi mặt mũi, coi như ngươi không đáp ứng, ngươi cũng phải gả, hoàng thúc và bổn vương không giống nhau, hôn sự của ngươi và bổn vương, không phải hoàng tổ mẫu hoặc là mẫu hậu gả, nhưng là, hôn sự của hoàng thúc nhất định là do hoàng tổ mẫu gả, ngươi nếu không gả, thoái hôn, chính là kháng chỉ, một con đường chết thương mai tức giận nói cảm ơn nhắc nhở không khách khí chỉ là sợ ngươi chữa khỏi cho bổn vương lấy được sự coi trọng của hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu quên mất tình cảnh của chính mình lương vương lãnh đạm nói thương mai làm sao có thể quên làm sao có thể quên sự thật số mạng của mình còn nằm ở trong tay người khác nhưng là đối với nhắc nhở của lương vương cô biết là từ hảo ý sẽ không quá lâu nữa cô một mình gặp khó không thể làm gì khác hơn là cùng một vài người lợi dụng lẫn nhau. Lương Vương nói xong thì có chút mệt mỏi, Thương Mai thay hắn đổi một tấm chăn mỏng để cho hắn ngủ. Cô tắt hết nến trong điện, sau đó đốt đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Ngồi ở trong điện, dù sao cũng nhàm chán, bắt đầu cân nhắc phương án trị liệu kế tiếp cho Lương Vương. Mới vừa cầm giấy bút kê một toa thuốc, thấy Du Ma Ma dẫn một người vào. Gương mặt người này tuấn tú mày kiếm, da đồng sắc cả người bốn móng kim long chiều phục, bên hông quấn đai kim ngọc, cầm trong tay một bội kiếm chuôi thúy ngọc, hai tròng mắt u hắc, như hai giếng cổ nhìn không thấy đáy, đứng ở nơi đó, vô cớ để cho người cảm thấy sát khí lẫm nhiên. Cho dù hắn đã tận lực thu liếm khí thức quanh người, nhưng vẫn hùng hổ dọa người. Thương mai xuất thân đặc công, biết loại ẩn nhẫn này sát khí này chỉ có xa trường chiến tướng mới có. Cô vừa nhìn đã nhận ra người này là ai, nghiêm sắc mặt, tiến lên cúi người, hạ thương mai tham kiến An Thân Vương. An Thân Vương nhìn thương mai, trong đầu tự nhiên hiện lên cô gái hôm đó, hắn nhẹ nhàng nói, người chính là thương mai. Thương mai màu sắc thu lại, hồi vương ra, đúng vậy. An Thân Vương ừ một tiếng, không nóng nảy nhìn lương vương, mà là hỏi thương mai, mẫu thân người khỏe không? Thương mai hơi kinh ngạc, lời này, tựa hồ không nên trắng trợn hỏi như vậy, dẫu sao. Ngoài điện còn đứng mấy tên ngự y, an thân vương làm sao nửa điểm cũng không tị hiềm. Nhưng là, thương mai vẫn quy củ trả lời, hồi vương ra, bà ấy rất tốt. chương 62, cạm bẫy của Mai Phi. An thân vương rất hài lòng với câu trả lời này, bèn cũng không lại hỏi gì nữa, đi qua nhìn lương vương. Khi ông ta từ bên người thương mai đi qua, thương mai cũng là cảm giác được một luồng hơi thở cấp bách mạnh mẽ. Luồng hơi thở này và hơi thở trên người của mộ dung khanh là rất giống nhau, chỉ là ông ta so với mộ dung khanh muốn hơi thu liếm ở bên trong. Mộ dung khanh là kiểu người cho dù ngồi lặng lẽ một chỗ cũng lấp lánh hào quang muôn trược, ngang ngượng hào hùng, khiến người tiếp cận không được. Thương Mai lắc đầu một cái, làm sao cứ nghĩ đến mộ dung khanh. Trong lòng có loại ưu tư bất ổn, Thương Mai ra sức lắc đầu đi qua, nói, vương ra, điện hạ đã khỏe hơn rồi. Từ sắc mặt của hắn bản vương thấy được, an thân vương nói, từ bên cạnh, Thương Mai lấy bức họa kia đưa cho An Thân Vương, nhiếp chính vương kêu thần nữ chuyển cái này cho ngài. An Thân Vương vươn tay nhận lấy, trên mặt không một chút biểu cảm, ừ. Thương Mai thấy ông ta cũng không có mở ra xem, cũng không đưa cho tên thị vệ ở phía sau, chỉ là luôn cầm ở trong tay, thì hỏi, vương ra không xem thử à. Ánh đèn chiếu dọi nét mặt tắt đi trời quang chưa xong của ông ta, ông ta thấp giọng xem rồi. Thương Mai ngạc nhiên, xem rồi ông ta cũng chưa từng mở ra, làm sao đã xem rồi. Khuôn mặt của ông ta nghiêm túc nhấn mạnh, đúng vậy, đã xem rồi. Thương Mai nhìn ông ta, không hiểu rõ ông ta muốn biểu đạt ý gì. Nhưng mà hiển nhiên là An Thân Vương cũng không có muốn biểu đạt ý gì, sau đó đã hỏi một vài tình huống của Lương Vương xong rồi đi. Thương Mai nhớ đến lời nói của Mộ Dung Khanh, không có cách nào tưởng tượng được tình cảm mà An Thân Vương đối với Mẫu thân có bao nhiêu sâu nặng nhưng mà bây giờ xem ra không hề như vậy nếu như ông ta thật sự rất có tình cảm với mẫu thân thì ở thời điểm đầu tiên đã phải mở ra nhìn xem dẫu sao đây cũng là đồ mẫu thân đưa cho ông ta cũng phải thôi chỗ nào ở trong trời đất mà có tình yêu nào đến chết cũng không thay đổi đâu mười mấy năm qua đi an thân vương sợ rằng đã sớm quên rồi thương mai chưa trải qua tình yêu làm sao mà biết được tình yêu có thể chia thành mấy loại đêm nay lương vương ngủ rất yên bình lúc đến đêm khuya có hơi phát sốt, cũng không tính là sốt cao, có nghĩa là chứng viêm dần dần được cởi bỏ. Mà nhiếp chính vương quả nhiên không đến, mãi đến trời tối cũng không xuất hiện. Sáng sớm, hoàng hậu đã đến rồi, thu xếp chuyện xuất cung. Hoàng hậu đã cử du ma đi theo ở bên người thương mai, nói rõ là bởi vì bây giờ tiểu khuyên bị thương, không có cách nào chăm sóc cho thương mai, muốn du ma ma đến chăm sóc trước. Thực ra là muốn theo dõi cách điều trị của Thương Mai đối với Lương Vương thông qua Du Mama. Trước khi xuất cung, Mai Phi đến tìm Thương Mai. Bà ta dắt lấy tay của Thương Mai đi đến ngoài điện, nói Thương Mai, ngày hôm qua biểu cô biết là có lỗi với ngươi, nhưng mà, ngươi là một cô nương tốt, nên biết rằng biểu cô làm như vậy là bất đắc dĩ. Thương Mai không biết bà ta trong hồ lô bán thuốc gì, Thương Mai biết, Thương Mai chưa từng trách nương nương. Khuôn mặt Mai Phi sầu lo mà nói, bản cung không có cách nào, bây giờ hoàng thượng bị trọng thương, hoàng hậu thống trị, mẹ con bản cung phải nương tựa mà sống tạm bỡ dưới quyền thế của bà ta, tựa như tấm bèo không dễ, ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết lúc nào thì sẽ bị bà ta thu dọn, đặc biệt là thế lực mạnh mẽ của thái tử, chuyện của lương vương người cũng nghe thấy được, thái tử tuyệt đối sẽ không niệm tình anh em, anh ruột đều có thể như vậy, làm sao sẽ lưu tình đối với tam hoàng tử. Vì vậy, phụ thân của người tìm đến, nói có thể làm nơi chống đỡ của tam hoàng tử, đầu óc của bản cung nhất thời không bình tĩnh thì đã đồng ý với ông ta, bây giờ nghĩ lại, cũng thật sự là ngu đần đến nghiêm trọng, lại vu cáo hãm hại ngươi và mẫu thân ngươi như vậy. Mai Phi nói rất chân thành, thậm chí trong mắt còn ửng lên những giọt nước mắt, đầy mặt áy náy và bất an. Thương Mai nhẹ giọng an ủi bà ta, hoàn cảnh của nương nương, thương Mai hiểu rõ cũng lý giải, nương nương yên tâm, thương Mai chưa từng trách nương nương mai phi thở phào một hơi vậy thì tốt mai phi nhìn những người bận rộn ở phía sau thương mai hỏi hôm nay ngươi xuất cung đúng vậy tình huống của điện hạ đã ổn định rất nhiều hoàng hậu nương nương đặc biệt cho phép ta xuất cung thương mai nói mai phi chân thành nói thương mai người xuất cung hồi phủ cần phải cẩn thận nhiều hơn biết không không được dễ dàng tin bất luận người nào thương mai cúi người trả lời cảm ơn nương nương nhắc nhở thương mai biết rồi Mai Phi ừ một tiếng, được rồi, thế ngươi cứ đi lo việc của mình đi, đúng rồi, ngươi xuất cung phải đi chào từ biệt Hoàng Thái Hậu, thừa dịp lúc này Hoàng Thái Hậu còn không có nghỉ trưa, đi một chuyến đi. Thương Mai ừ một tiếng, cảm ơn nương nương nhắc nhở. Mai Phi mỉm cười nhìn nàng một cái rồi mang theo cung nữ rời đi. Thương Mai nhìn bóng dáng của bà ta, lặng lẽ xoay người, đi vào trong điện. Nàng nói với Du Mama, Mama, bà thu dọn đồ đạc trước, Tôi đi chào từ biệt Hoàng thái hậu. Du ma nói: "Vâng, đại tiểu thư đi đi, đây là việc nên làm, vẫn nhớ đường đi chứ? Nếu không nô tỳ cho người chuẩn bị kiệu đưa ngài đi qua." Thương Mai nói: "Không cần, ta nhớ đường đi." Du ma vô cùng kinh ngạc nói: "Đại tiểu thư chỉ đi qua có một lần, lại nhớ được." Từ xưa đến nay trí nhớ của Thương Mai rất tốt, đặc biệt là ở trong đội đặc công, yêu cầu đối với đường đi là phải rất nhạy cảm. Từ trường sinh điện đến thọ an cung của Hoàng Thái Hậu, đi bộ ước chừng mất khoảng 20 phút. Xuyên qua hành lang, trải qua cửa hi Vi Cung. Bây giờ, hi Vi Cung là nơi mà Hoàng thượng dưỡng thương, nơi này khá vắng vẻ, từ bên ngoài điện đi qua, lại cảm thấy được trong điện một mảnh vắng lặng. Trong điện ngoại trừ mấy người ngự tiền hầu hạ ra, hầu như không cho phép bất luận người nào đi vào, ngay cả Hoàng hậu nương nương muốn đi vào, cũng nhất định phải trải qua sự đồng ý của Hoàng Thái Hậu. Bên ngoài điện quân đội hùng hậu canh gác nghiêm ngặt, mười mấy người canh giữ ở bên ngoài cung điện, không cho phép bất luận người nào đến gần. Lần trước thương mai đi qua, là cùng ngồi kiệu với hoàng hậu, đi qua nơi này cũng không làm bất kỳ điều gì để dừng lại. Bước đi nhanh qua hy vi cung, đi khoảng chừng hơn 100 mét thì chính là nghi lan cung. Bây giờ nghi lan cung là cung điện của nghi phi, nghi phi là mẫu phi hiện nay của thất hoàng tử, luôn ít giao du với bên ngoài. Thương Mai vừa đến cửa của Nghi Lan Cung, gặp một tên thị vệ từ bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy Thương Mai thì nói, đến thật đúng lúc, thất hoàng tử không biết đã chạy đi đâu, người nhanh chóng đi vào tìm thử xem. Thương Mai nói, ta không phải. Thị vệ không đợi nàng nói xong, túm chặt lấy cổ tay của nàng kéo vào trong, lắm mồm cái gì. Mau chóng đi tìm xem, đừng nghịch nước để bị rơi xuống nước giống như lần trước vậy, nương nương đang nghỉ trưa, nếu như ngủ dậy mà phát hiện không thấy thất hoàng tử đâu thì bao nhiêu người phải bị đánh chết. Bước vào trong điện, bên trong rất hiên tĩnh, ngay cả cung nhân hầu hạ như thế nào cũng không có nhìn thấy. Thị vệ kia kéo Thương Mai đi, Thương Mai lại không thể động thủ, âm thầm lo lắng. Đi đến nghi lan viên của Nghi Lan cung, thị vệ đột nhiên hướng về Thương Mai tức giận mà nói, ngươi là người nào? Sao dám vọng trộm xông vào Nghi Lan cung? Thương Mai nhìn hắn ta đột nhiên thay đổi sắc mặt biết mình đã bị trúng kế. Khuôn mặt của nàng bình tĩnh không hoảng hốt, nhìn xung quanh bốn phía một chút, có người cấp tốc đi lại đây. Trong điện, ngăn cách ở cửa, truyền ra một giọng nữ lạnh lùng, người nào ở bên ngoài. Bẩm nương nương, không biết nhà đầu của cung nào, ở bên ngoài cửa của nơi này vụng trộm nghe lén, đã bị thuộc hạ bắt lại đây. Thị vệ hướng về bên trong cửa mà trả lời. Giọng nữ kia trầm mặt một chút, đột nhiên, Ngưng tụ lại một luồng sát khí nói, mang đi xuống trước, bản cung lập tức đến ngay. Vâng, thị vệ bẻ ngược tay của Thương Mai, mà những người xung quanh đã nhanh chóng đi đến. Mắt thấy sẽ phải xuất cung rồi, lại rơi vào ở chỗ này, đây không phải là ngẫu nhiên, cũng chẳng phải trùng hợp. Thương Mai lập tức nghĩ ngay đến Mai Phi, bà ta đặc biệt nhắc nhở mình phải đi Thỉnh An Hoàng Thái hậu, bởi vì ở đây, bà ta đã thiết kế cạm bẫy. Chương 63: Quý nhiễu nghi phi cô có thể khẳng định, trong điện nhất định có chuyện gì đó không thể để cho người ngoài biết được. Thị vệ nói cô nghe trộm ở ngoài cửa, nên Nhi Phi mới có thể tức giận như vậy. Thương Mai không rảnh suy nghĩ xem rốt cuộc trong điện có chuyện gì. Bây giờ cô có muốn đi cũng không được. Thị vệ chạy tới, mấy người bẻ tay cô ra sau, đẩy cô vào trong điện bên cạnh, cửa điện đóng lại. Thương Mai nhìn xuyên qua khe cửa ra ngoài, thấy cung vệ đang canh gác bên ngoài, có một bóng người nhanh chóng rời đi người này thậm chí không dẫn theo một người hầu nào thương mai nhận ra được bóng lưng này đó là thái tử mộ dung trịnh trong lòng thương mai chợt thấy nặng nề chẳng lẽ giữa nghi phi cùng thái tử có chuyện gì không thể để cho ai biết nếu vậy nghi phi tuyệt đối sẽ không để cho cô ra khỏi cửa lớn này nửa bước một lát sau cửa điện mở ra thương mai giấu đi cảm xúc của mình và tránh qua một bên đứng thả tay xuống một cô gái trẻ mặc trang phục sang trọng mái tóc của nàng ta được tùy ý vấn lên thành kiểu đọa mã kết đơn giản lại lười biếng, cây châm cắm nghiêng, tóc mai có hơi rối. Da nàng ta trắng hơn tuyết, gương mặt thoáng ửng hồng, cũng không biết là vì phẫn nộ hay vì chuyện gì khác. Nàng ta bước nhanh tới và ngồi xuống ghế, quan sát thương mai với ánh mắt không hề kiêng nể, sau đó lớn tiếng chất vấn, ngươi là cung nữ của cung nào? Là ai bảo ngươi tới nghi lan cung? Khi nàng ta đi qua bên cạnh thương mai, thương mai có thể ngửi được rõ ràng một mùi thơm ngày ấy khi cô vào cung đã từng ngửi được loại mùi thơm này ở trên người thái tử mộ dung trịnh hơn nữa từ sắc mặt biểu cảm ánh mắt của nghi phi đều có thể thấy được dấu hiệu mới trải qua ân ái thương mai là bác sĩ những phản ứng sinh lý này không thể giấu được cô sau khi xác nhận được suy đoán trong lòng trong lòng thương mai càng thêm nặng nề nghe được chất vấn thương mai kính cẩn hành lễ hồi bẩm nghi phi nương nương là mai phi nương nương sai thần nữ qua Mai Phi nghi phi thoáng ngẩn người ra, nàng ta bảo ngươi qua đây à? Thương Mai trả lời nói, hồi bẩm nương nương nói, đúng vậy ạ. À. Ở trong cung, Mai Phi không có mâu thuẫn với người nào, có thể thu mua được người trong cung của Nghi Phi, lại biết Nghi Phi có tình riêng với người nào đó. Cô kết luận quan hệ giữa Nghi Phi cùng Mai Phi hẳn là rất tốt. Nếu Mai Phi sai người qua đây, sao ngươi lại đứng nghe trộm ở ngoài điện? Nghi Phi nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sắc bén dường như đang nghiên cứu xem cô rốt cuộc biết được bao nhiêu thương mai hơi mờ mịt thần nữ không có nghe trộm à khi thần nữ tới ngoài điện không có ai canh gác nên thần nữ mới đi tới lúc mới vừa lên đến bậc đá thì đại ca thị vệ này đi tới nói cách khác người mới vừa lên bậc đá nghi phi không tin hỏi thương mai nói đúng vậy đại ca thị vệ vừa rồi cũng tận mắt nhìn thấy được nếu nương nương không tin có thể hỏi hắn vẻ mặt nghi phi thả lỏng ừ một tiếng nhưng bất chợt nhớ tới điều gì lại cảnh giác hỏi thần nữ người mới vừa nói là thần nữ người không phải là cung nữ sao người là ai thương mai trả lời thần nữ tên là hạ thương mai là cháu họ của mai phi nương nương đúng lúc lát nữa thần nữ phải đi tới thỉnh an hoàng thái hậu cho nên mai phi nương nương lại bảo thần nữ thuận tiện qua đây truyền lời cho nghi phi nương nương nghi phi suy nghĩ một lát gương mặt hơi kinh ngạc hạ thương mai ngươi là hạ thương mai đã hủy bỏ hôn ước với lương vương kia sao? chính là thần nữ thương mai trả lời nói. nghi phi quan sát cô khinh thường nói, nghe nói người hủy bỏ hôn ước là vì coi trọng thái tử. thương mai giả vờ lộ vẻ hốt hoảng tiến lên trước vài bước chuyển động đoạt phách hoàn lấy điện lực do đoạt phách hoàn phóng ra để quấy nhiễu sóng điện não của nghi phi để nàng ta làm theo suy nghĩ của mình. quấy nhiễu này không phải là thôi miên nhưng hiệu quả lại không khác với thôi miên lắm ở khoảng cách gần như vậy, thương mai tin chắc có thể thôi miên được nàng ta. Nhưng trong miệng còn có những người khác, một khi Nghi Phi bị thôi miên sẽ rất dễ bị người ta nhìn ra được. Cô chỉ có thể dùng cách quấy nhiễu sóng điện não để tiến hành khống chế. Chẳng qua quấy nhiễu sóng điện não nhiều lắm chỉ có thể duy trì được 15 phút. Sau 15 phút, hiệu quả sẽ biến mất. Cho nên cô phải rời khỏi Nghi Lan cung trước khi Nghi Phi tỉnh táo lại. Trước khi Nghi Phi lên tiếng mắng cô, Cô dừng lại và khẽ thở dài, không ngờ ngay cả nương nương cũng biết chuyện xấu này. Thần nữ thích ngài ấy thì có ích lợi gì, ngài ấy căn bản không thích thần nữ, Điện hạ nói, trong lòng ngài ấy đã có người thương, vĩnh viễn cũng không thể để mắt tới thần nữ. Nghi Phi nghe được lời này, con người đột nhiên thu nhỏ lại, mũi có phần nở ra, khóe miệng cong lên, Điện hạ đã có người thương à? Là ai vậy, bản cung thật ra rất tò mò đấy. Vẻ mặt thương mai đau khổ lắc đầu, thần nữ không biết nhìn dáng vẻ của ngài ấy thì dường như có ẩn tình khó nói ẩn tình khó nói có lời gì mà khó nói chứ người đang che giấu chuyện gì hả nghi phi lạnh lùng nói thương mai dẫn dắt nghi phi từng bước tiến vào trong mạch suy nghĩ mà cô đã vạch ra nhưng vẫn nhìn ra được sự chống cự của nghi phi có thể thấy được tính cảnh giác của nghi phi này còn rất cao nếu không quấy nhiễu ngày hôm nay cô muốn rời khỏi nghi lan cung cũng không dễ dàng gì thương mai lắc đầu Dương Dương nước mắt, nếu nương nương cũng biết ta hủy bỏ hôn ước vì điện hạ, vậy ta còn có gì phải giấu giếm nữa. Thần nữ đúng là không biết, cũng đúng thôi, có thể xứng đôi với người ưu tú như điện hạ thì chắc chắn phải là cô gái xuất sắc. Sao có thể là người bình thường như thần nữ được, thần nữ cũng từ bỏ rồi, lại xem muội muội ta có thể nhận được trái tim của điện hạ hay không thôi. Nghi Phi chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô, muội muội ngươi. Thương Mai khẽ gật đầu, đúng vậy, Muội muội của thần nữ là Hạ Oanh Nhiễm cũng thích Điện hạ, mà gần đây muội muội luôn có hẹn ra ngoài với Điện hạ. Thần nữ nghe nói Điện hạ cũng tặng cho muội muội vài thứ, mong rằng muội ấy có thể thành công. Vẻ mặt Nghi Phi trở nên ngoan độc, Điện hạ tặng gì cho muội muội ngươi? Thương Mai suy nghĩ một chút, vòng tay, vòng tay, còn có một vòng cổ bằng san hô đỏ nữa. Đúng rồi, muội muội cũng tặng cho Điện hạ một bức tranh. Gương mặt Nghi Phi đột nhiên trở nên rất khó coi. Thương Mai cân nhắc thời gian, thấy 15 phút đã sắp hết, cô không khỏi âm thầm sốt ruột. Nếu sau 15 phút, Nghi Phi tỉnh táo lại, nhất định sẽ phát hiện ra cuộc nói chuyện của bọn họ có vấn đề, lại sẽ nghi ngờ cô cố ý dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, tiến tới suy đoán vừa rồi cô nhất định đã nhìn thấy gì đó. Nghĩ tới đây, Thương Mai bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, nương nương, thần nữ suýt nữa quên mất chuyện quan trọng." Mai Phi nương nương bảo thần nữ nhanh tới Thỉnh An nương nương. Còn bảo thần nữ chuyển lời cho nương nương, nói mình muốn mở tiệc ở nghi lan cung, lại tìm con hát vào cung hát kịch, mời các vị nương nương qua thưởng thức. Mở tiệc à, còn mời con hát vào cung sao, nàng ta muốn làm gì vậy, nghi phi rất không vui, bây giờ hoàng thượng đang bệnh nặng, nàng ta còn tổ chức ca hát lãng phí trong cung, để cho hoàng thái hậu biết được, còn có thể sống tốt được sao. Nương nương nói bầu không khí trong cung gần đây quá nặng nề, mọi người vì bệnh của hoàng thượng mà tâm trạng đều không tốt cho nên muốn làm vài tiết mục giải trí một chút hơn nữa cũng mở tiệc chiêu đãi một vài gia quyến của đại thần vào cung thương mai bịa ra nói sao phải làm ở nghi lan cung không thể làm ở nhạc thanh cung của nàng ta được sao nghi phi hỏi mạch suy nghĩ đã hoàn toàn bị thương mai dẫn dắt với cục diện trước mặt ai cũng hiểu mai phi là tỉ muội tốt của nàng ta nhưng các nàng đều có hoàng tử của mình một khi nàng ta làm mẫu phi của thất hoàng tử bị đại thần nghị luật ngay cả thất hoàng tử cũng sẽ thất thế. Thương mai thoáng ngẩn người, cái này, thật ra nương nương chưa từng nói tới lý do. Để thần nữ lập tức trở về hỏi mai phi nương nương xem. Người lập tức đi báo cho nàng ta biết, nàng ta muốn mở tiệc thì mở tiệc trong cung của mình, đừng làm ẩm ý ở nghi lan cung của bản cung. Bản cung không thích náo nhiệt, nghi phi lạnh lùng nói. Vâng, thần nữ đi ngay, thương mai nói. Nghi phi nhìn chầm chầm vào cô, sau đó gọi một người tới, đại quyền, người đi theo nàng ta. Người thị vệ vừa rồi đi tới, vâng. chương 64, sát chiêu. Thương Mai chỉ mong có thể nhanh chóng rời đi, một khi rời khỏi nghi lan cung, cô lại an toàn. Nhưng cô cũng muốn bảo đảm mình có thể an toàn rời khỏi phạm vi nghi lan cung. Bởi vì một khi cô rời đi, điện lực do đoạt phách hoàn phát ra sẽ không có cách nào quấy nhiễu nghi phi được nữa. Nghi phi nhất định sẽ tỉnh táo lại và phái người chặn giết cô. Trong nhạc thanh cung, Mai Phi ngồi ở trong điện, cửa đại điện đang đóng. Hạ Lâm ngồi ở trong góc điện, một người mặc áo đen, để dâu quai nón ngồi đối diện với Mai Phi. Trên bàn trước mặt hai người đều có một chén trà đang bốc hơi nóng, có thể thấy người tới vừa ngồi xuống không lâu. Bản cung đã nghĩ cách bảo nàng ta đi nghi lan cung. Dựa theo tính tình của nghi phi, tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta an toàn rời khỏi nghi lan cung đâu. Mai Phi trầm giọng nói nương nương có chắc chắn về điều này không? Người đàn ông dâu quai nón hỏi. Mai Phi cười lạnh, biểu đệ, trong cung là địa phương của bản cung. Nếu bản cung muốn một người chết ở đây mà còn không làm được, vậy làm sao có thể bảo vệ được vị trí Mai Phi nhiều năm như vậy chứ? Thần không phải nghi ngờ năng lực của nương nương, thần chẳng qua chỉ cảm thấy, cho dù nàng ta có tự ý xông vào nghi lan cung, nghi phi nương nương nhiều lắm cũng chỉ quát mắng vài câu, làm sao có thể ra tay độc ác được. Ngươi không cần thăm dò nữa, chuyện ngươi không nên biết, vậy cũng không cần nghe làm gì, bằng không sẽ có họa sát thân đấy. Mai Phi làm sao lại không biết tâm tư muốn dò xét của ông ta? Người này giống như rắn độc, chỗ nào cũng nhúng tay vào, quả thật làm người ta thấy chán ghét. Nếu không phải không có cách nào, nàng ta tuyệt đối sẽ không giúp ông ta. Người này chính là hạ thừa tướng, hoàng thái hậu ra lệnh không cho ông ta được vào cung, ông ta lại thay đổi trang phục, cải trang một chút lấy thân phận nô tài của Hạ Lâm để dẫn theo Hạ Lâm vào cung tới yết kiến cô họ. Ông ta đã tới từ sáng sớm, ông ta biết hôm nay Hạ Thương Mai sẽ về phủ, sau khi cô trở về phủ, ông ta sẽ không tiện ra tay. Tốt nhất là để cô xảy ra chuyện ở trong cung. Ông ta không quan tâm hoàng hậu nương nương cùng hoàng thái hậu coi trọng Hạ Thương Mai thế nào. Ông ta chỉ muốn cô chết, chỉ có Hạ Thương Mai chết mới có thể rửa sạch nỗi nhục của ông ta, người ngoài mới dần quên đi chuyện của tướng phủ hơn nữa hạ thương mai vừa chết, liên thị mới có thể tứ cố vô thân, đến lúc đó lại mặc cho ông ta hành hạ. Được, thần không hỏi tới nữa, ông ta nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nói, liên thúy ngữ, bà gả cho ta, lại phản bội ta. Ta đưa thi thể con gái bà về cho bà, để bà nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Mai Phi nhíu mày, con gái của bà ta cũng là con gái của ngươi. Vẻ mặt hạ thừa tướng đầy tàn ác, một đứa con gái không một lòng hướng về ta thì có ích lợi gì bản tướng đã có con gái là oanh nhiễm nó sẽ lập tức gả cho thái tử mai phi lắc đầu thái tử không phải là con rể tốt đâu ngươi nên suy nghĩ kỹ càng hơn hạ thừa tướng lãnh đạm nói không phải là con rể tốt thì sao chứ nó có thể củng cố địa vị của bản tướng bản tướng đã bị nhiếp chính vương chọc tức đủ rồi mai phi nhìn gương mặt dữ tợn của ông ta lại cảm thấy rất chán ghét và buồn nôn là một người mẹ tất cả những gì nàng ta làm đều là vì con của mình nàng ta chưa từng thấy người nào sẽ dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí bất chấp mọi giá để giết con gái của mình. Bọn họ đang nói chuyện thì có người vội vàng vào điện, hạ giọng nói, nương nương, hạ thương mai đi ra khỏi nghi lan cung, đại quyền đang đi theo. Bây giờ phải làm thế nào đây? Mai Phi chợt đứng phát dậy, nghi phi để cho nàng ta ra ngoài sao? Đúng vậy, thị vệ nói. Mai Phi hỏi, có phải? Mai Phi nháy mắt một cái, không hỏi ra những lời sau đó thị vệ nói có mai phi a à một tiếng cái gì dù vậy mà nghi phi vẫn để cho nàng ta đi à thị vệ nói rất kỳ lạ nàng ta mới vừa đi được một lúc nghi phi nương nương lại ra lệnh cho người dẫn nàng ta về đồng thời còn nói nếu không dẫn về được thì giết nàng ta đi hạ thừa tướng chợt đứng lên nói mai phi nương nương lập tức phái người trợ giúp nghi phi chặn giết cái gì mai phi kinh ngạc nhìn ông ta người điên rồi ngươi tự nhiên lại muốn người của bản cung ra mặt à hạ thừa tướng nói nương nương hạ thương mai nhất định đã biết mình trúng kế nó sẽ nghi ngờ nương nương một khi nó đến trước mặt hoàng thái hậu và nói ra chuyện hôm nay cho dù hoàng thái hậu không hoàn toàn tin nó cũng nhất định sẽ có ý kiến với nương nương mai phi tức giận nói hạ hòe quân bản cung thật sự không nên giúp ngươi nương nương không phải đang giúp thần chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau hợp tác với nhau mà thôi Hạ thừa tướng nói với giọng điệu không tốt. Mai Phi nhìn gương mặt lạnh lùng của ông ta, tức giận nói, người đúng là kẻ vô liêm sỉ tới cực điểm. Hạ thừa tướng hoàn toàn không để ý tới lời sỉ nhục của Mai Phi, giọng điệu cứng rắn nói, vẫn mong nương nương lập tức phái người ra ngoài chặn giết con đê tiện hạ thương Mai này. Chuyện này là vì nương nương mà cũng là vì thần. Mai Phi nhìn về phía thị vệ, A Phát, người nói xem. Thị vệ A Phát là tâm phúc của nàng ta. A Phát và Đại Quyền trong cung nghi phi lại là anh em ruột thịt, cho nên Mai Phi mới có thể dễ dàng thu mua được Đại Quyền. A Phát nói: "Nương nương, tướng gia nói không phải không có lý. Không thể giữ lại hạ thương Mai được nữa, nếu nàng ta sống sót, nhất định sẽ nói lung tung. Hơn nữa, sau khi nàng ta vào điện, nàng ta nói không nhìn thấy gì, nghi phi nương nương tự nhiên lại tin tưởng nàng ta." Cô gái này thật sự kỳ lạ, không thể giữ lại. Trong lòng Mai Phi hơi run sợ, nếu thái tử ở nghi lan cung hạ thương mai lại xông vào thái tử nhất định sẽ căn dặn giết chết hạ thương mai rồi mới rời đi nhưng không ngờ nghi phi chỉ dựa vào mấy câu nói lại tin tưởng nàng ta không có khả năng này điều này cũng không phù hợp với tính tình của nghi phi nghi phi vẫn luôn có thủ đoạn độc ác khi nàng ta vào cung chỉ là một tài tử trong mấy năm ngắn ngủi lại sinh ra hoàng tử trực tiếp được lên vị trí phi tử có thể thấy được tâm cơ cùng thủ đoạn của nàng ta hạ thừa tướng thấy nàng ta vẫn do dự nhíu mày nói nương nương đây không phải là thời điểm do dự một khi nó đến trước mặt hoàng thái hậu ngài cũng sẽ có phiền phức nếu ngài không vì chính mình cũng mong ngài suy nghĩ cho tam hoàng tử mai phi cắn răng và chợt ngẩng đầu trong mắt lóe lên sự hung tợn a phát người dẫn người ra ngoài cần phải giết chết hạ thương mai vâng a phát nhận lệnh rời đi hạ thừa tướng thở phào nhẹ nhõm và nhếch mép cười độc ác Hạ Thương Mai vừa chết, ông ta lại không cần lo lắng về sau. Không thể để nàng gả cho Nhiếp Chính Vương, cũng không thể để nàng mượn Nhiếp Chính Vương đối phó với ông ta được. Quan trọng nhất là cô chết ở trong cung, sẽ không có ai nghi ngờ đến ông ta. Hạ Lâm đang chơi ở bên kia, đúng lúc ngẩng đầu lên lại nghe được những lời này Mai Phi. Cậu ta bịch bịch chạy tới, căm tức nhìn Mai Phi, người muốn bắt nạt đại tỷ của ta. Mai Phi thoáng ngẩn người, nhìn gương mặt đầy tức giận của Hạ Lâm hạ thừa tướng nổi giận nói ngươi nói bậy gì đấy cút ngay đi chơi cầu mây của ngươi đi hạ lâm luôn sợ người phụ thân này nghe ông ta mắng thì lập tức lùi lại nhưng cậu ta đột nhiên lại ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng vào hạ thừa tướng ta không nói bậy các ngươi đều bắt nạt đại tỷ mẫu thân còn đánh nàng ấy nhị tỷ cũng đánh nàng ấy các ngươi đều là người xấu toàn bắt nạt đại tỷ bắt nạt lâm lâm mai phi quay mặt chỗ khác vành mắt đỏ hoe Nàng ta biết mình đang nối giáo cho giặc, nhưng không có cách nào. Ở sâu trong cung này, nếu không có chỗ sửa vững chắc thì chính là một con đường chết. Bản thân nàng ta không quan trọng, nhưng không thể liên lụy đến con. Hạ thừa tướng tát một phát vào mặt Hạ Lâm, tức giận nói, đồ ngu này, ai cho ngươi nói lung tung. Hạ Lâm không ngờ lại bị đánh, cậu ta sợ đến mức vội vàng che mặt và lùi lại. Can đảm vừa rồi cũng chẳng còn sót lại chút nào, gương mặt vô cùng tủi thân cậu ta bị hạ thừa tướng hung ác chừng mắt nhìn tới cũng không dám khóc chỉ là không kìm được nước mắt tí tách rơi được hạ thừa tướng thấy bộ dạng này của cậu ta thì cực kỳ phiền não tức giận nói người ra ngoài chơi không được gây cản trở cho ta hạ lâm vừa khóc hu hu vừa chạy ra ngoài hạ thừa tướng nóng nảy nói đứa nào đứa nấy đều không khiến ta bớt lo mai phi lạnh lùng nói nó chỉ là đứa trẻ người cần gì phải đối xử với nó như vậy chứ Chương 65: Giết nhầm. Hạ thừa tướng phiền não nói, không cần để ý tới nó. Bản tướng cũng không quan tâm có đứa con trai này hay không. Mai Phi lắc đầu nói, người điên thật rồi, người lại chỉ có một đứa con trai như vậy, cho dù nó có mốc cũng vẫn là con của ngươi. Hạ thừa tướng cười lạnh một tiếng, phải vậy không, nó là con trai ta, nhưng lại không phải là đứa cuối cùng. Ông ta ngồi xuống, trong tay cầm chén trà bằng sứ trắng. Vẻ mặt vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi lại biến thành lạnh lùng. Ông ta cứ ngồi ở đó với gương mặt thâm trầm. Mai Phi nhìn mặt ông ta lại có cảm giác khủng hoảng nói không nên lời. Ông ta rất khác so với trước đây, dường như trong lòng đang tính kế gì đó mà bất chấp tất cả. Lại nói tới sau khi Thương Mai rời khỏi Nghi Lan cung, bước nhanh về phía bên hồ. Cô đi rất nhanh, thị vệ đại quyền cũng đi rất nhanh theo khi gã phát hiện ra thương mai không phải đi đến nhà thanh cung gọi thương mai lại, chờ đã. Không phải ngươi muốn quay về nhà thanh cung sao? Thương mai không hề dừng lại, ở đây vẫn còn trong phạm vi của nghi lan cung, chỉ có ra khỏi đây thì cô mới tính là an toàn. Phía sau có thị vệ đuổi theo, đại quyền hỏi, sao vậy? Thị vệ nói, nương nương căn dặn, phải dẫn xe nàng ô ta về. Nếu không dẫn về được, hắn ta dùng tay ra hiệu giết ánh mắt đại quyền chợt trở nên lạnh lùng nhưng ngẩng đầu lên lại không thấy thương mai đâu gã dậm chân hỏng rồi người dẫn người di trước chặn đường ở hai bên không được để nàng ta đi ra ngoài những người khác theo ta mau đuổi theo đoạn đường này ngoại trừ nghi lan cung thì chính là hy vi cung nhưng đại quyền nghĩ thương mai không dám đi tới hy vi cung cũng không tiến vào được hy vi cung ở cửa có trọng binh canh gác bọn họ chỉ cần canh gác lối ra hai bên Hạ Thương Mai lại mọc cánh cũng khó bay được. Nhưng gã lục soát ở gần nghi Lan Cung lại không thấy bóng dáng của Thương Mai đâu. Đại Quyền căng ra đầu đến cửa Hi Vi Cung hỏi thủ vệ, không biết vừa rồi có nhìn thấy một cô nương mặc áo màu xanh đi qua đây không? Thủ vệ Hi Vi Cung cầm kiếm bước tới, lạnh lùng nói, không có ai tới cả, đi mau. Đại Quyền chỉ đành phải rời đi, cũng không dám trắng trận lục soát khu vực bên ngoài Điện Hi Vi Cung. Cùng lúc đó, thì vệ a phát cũng dẫn người đến bên ngoài Nghi Lan cung. Bọn họ từ hai đường gặp nhau, sau khi trao đổi tin tức, mỗi người lại tách ra tìm. Hai bên đều có người canh giữ, cô không có khả năng đi ra ngoài được. Đại quyền dẫn theo người đến kiểm tra bên hồ một lát, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Gã ngồi xổm xuống, nhìn bãi cỏ ở bên hồ, ở đây có dấu chân dẫm lên, chẳng lẽ cô bơi sang bờ bên kia? Gã suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên, theo hành lang đi qua bờ bên kia. Nếu cô bơi qua mà không muốn kinh động tới chúng ta thì nhất định phải bơi vòng qua. Chúng ta vẫn có thể chặn mình lại. Gã dẫn đầu chạy dọc theo bên hồ, vừa chạy vừa nhìn chầm chầm vào trong hồ. Quả nhiên, gã nhìn thấy trong nước có động tính, có thứ gì đó chậm rãi di chuyển. Áo màu xanh hòa cùng một màu với cây liễu rủ xuống nước. Mau đuổi theo, ở trong hồ, đại quyền ra lệnh. Mấy cung vệ vội vàng chạy qua theo, muốn chặn thương mai trước lúc cô lên bờ. Thương mai đúng là xuống hồ, cô biết mình không dễ tránh thoát khỏi tai mắt của những người này. Khu vực nghi lan cung nhất định sẽ bị phong tỏa, hơn nữa muốn đi qua hi vi cung cũng không thể chạy nhanh, bằng không những người đeo cung tên kia vừa bắn tên ra, cô lại biến thành con nhím. Cách duy nhất chính là bơi sang bờ bên kia. Tuy đầu óc không đặc biệt phối hợp với cơ thể này, nhưng may là còn có thể bơi, chẳng qua hơi chậm một chút vì không để bị phát hiện cô chỉ có thể bơi vòng qua bên hồ bên hồ có cây liễu rủ xuống có thể ẩn nấp được một chút thương mai vừa bơi vừa quay đầu phát hiện có người chạy vòng qua bên hồ cô biết mình đã bị phát hiện rồi cô lên bờ ở một chỗ khúc ngoặt bỏ chạy theo bên trong đám hòn non bộ a à phát nhìn thấy đại quyền đuổi theo bên hồ anh ta cũng đuổi theo cây ở khu vực này cây thành rừng rất dễ ẩn nấp để tránh không kinh động tới bên phía hi vi cung bọn họ cũng ẩn nấp vô cùng cẩn thận bọn họ vòng một vòng qua phía đối diện chỗ này là cung điện bị bỏ hoang gần như không có ai ra vào mỗi tháng chỉ có công nhân đến đây quét dọn nhưng bởi vì không có người ở người quét dọn cũng chỉ tới một tháng một lần a phát phát hiện ra bóng người thấp thoáng trong đám hoa thực dược phía trước anh ta không hề nghĩ ngợi cầm lấy cung tên sau lưng và ngồi xổm xuống giơ cung mũi tên bay ra ngoài mũi tên cắt qua không trung và lao thẳng về phía bụi hoa chỉ nghe tiếng kim loại cắm vào da thịt có người ngã xuống đất a phát đi tới chỉ thấy có một bóng người ngã giữa vũng máu trong bụi hoa a phát lật kẻ đó lên khi nhìn thấy mặt cậu ta thì rất khiếp sợ không ngờ đó là hạ lâm con trai duy nhất của hạ thừa tướng toàn thân hạ lâm co giật máu từ ngực cậu ta tràn ra mắt cậu ta mở to gương mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn Đại quyền thấy thế lật người hạ lâm lại, sau khi nhổ mũi tên sau lưng cậu ta, gã nói với A Phát đi, chúng ta chưa từng tới đây. Tay chân A Phát lạnh giá, trời ạ, hạ thừa tướng chỉ bảo ta giết con gái ông ta, chứ không bảo ta giết con trai ông ta. Đi mau, đại quyền nhìn xung quanh, thấy người mà gã dẫn theo đã sắp đuổi tới, lạnh lùng nói câm miệng, chuyện này chưa từng xảy ra. Gã nói xong lại lôi A Phát đi, thương mai trốn ở trong hòn non bộ. Từ phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhảy xuống nước và bơi qua giống như đã phát điên. Khi cô leo lên bờ, A Phát và Đại Quyền đã dẫn theo cung vệ rời đi. Thương Mai lảo đảo chạy tới, nhìn đồng tử của Hạ Lâm đã giãn to. Một tay cô bịt ngực Hạ Lâm, nhưng máu vẫn không ngừng ọc ọc chảy ra. Một tay Hạ Lâm nắm lấy cổ tay của cô, cố nâng người dậy. Máu từ trong cổ họng cậu ta tràn ra, cậu ta nắm chặt lấy Thương Mai, "Đại tỷ, đại tỷ!" lâm lâm không sợ có đại tỷ ở đây đại tỷ ở đây cô xé áo của mình và quấn chặt lên vết thương hai tay luống cuống sờ lên trên mặt hạ lâm giọng run rẩy không sao đại tỷ ở đây đại tỷ ở đây không thể để cho hạ lâm chết được không thể được cô không quan tâm tình cảm trong lòng mình đối với hạ lâm là do nguyên chủ để lại hay là mình thương đứa trẻ này cô chỉ biết là không thể để cho hạ lâm chết đại tỷ phụ thân muốn giết đại tỷ trốn trốn đi hạ lâm nói giọng lại trầm xuống lạnh quá lạnh nước mắt thương mai tràn ra cúi xuống ôm lấy cậu ta gương mặt ướt súng của cô áp lên trên gương mặt lạnh giá của cậu ta không sao lâm lâm đại tỷ ở đây đại tỷ ta sợ ta sợ phụ thân cả người hạ lâm đều run rẩy gương mặt trẻ con đầy vẻ khủng hoảng cậu ta muốn giơ tay kéo cô nhưng hai tay vừa giơ lên lại nặng nề rơi xuống thương mai kéo tay cậu và áp lên chỗ tim mình trong miệng không ngừng an ủi không sợ có đại tỷ ở đây không sợ hạ lâm cười vẻ tươi cười trong sáng giống như bầu trời không có một gợn mây trong đáy mắt là bầu trời trong vắt bên môi cậu ta vẫn lưu lại một nụ cười mỉm mắt vẫn luôn mở to thương mai ngã ngồi dưới đất đau đớn trong lòng gần như xé cô ra thành từng mảnh trong lòng cảm giác thê lương lại không thể gào thét nhưng cô không thể không tiếp nhận kết quả này hai tay cô run rẩy Tháo miếng vải băng ngực của Hạ Lâm và buộc lên trên cánh tay của mình. Cô cúi đầu, hôn một cái lên mắt cậu ta, nước mắt của cô rơi xuống mặt cậu ta. Cô nhìn cậu ta rồi lau nước mắt và đứng lên. "Lâm Lâm, đại tỷ sẽ báo thù cho đệ, nhất định đấy." Thương Mai đi rồi, cửa cung điện bỏ hoang mới mở ra. Có một lão già mặc áo xám bước từ bên trong ra. Ông ta cầm cái tẩu thuốc trong tay, sau khi gõ bộp một cái mới vẫy tay, nhóc béo, chuyển thằng nhóc kia vào trong cung điện lại có một cậu bé thiếu răng, vừa thấp lại vừa lùn đi ra. Cậu ta nhìn qua, hỏi, lão gia tử, người đã chết rồi. Lão già vươn vai, lại gõ tàu thuốc vào chân tường một cái, ở dưới tay của lão già ta sẽ có người chết sao? Đưa về. Ông ta nói xong đứng lên và đi qua. Cậu bé cóng hạ lâm lên, đuổi theo, lão gia tử, ngài xác định hạ thương mai chính là truyền nhân của thuật châm cứu à? mươi 66, tỷ tỷ báo thù cho đệ thương mai lén lút trở về trường sinh điện cô không đi vào từ cửa chính của điện mà nhảy qua tường tiến vào dù ma ma đang thu dọn đồ đạc trong phòng của cô thấy cả người cô đều là máu đi vào sợ hãi đến độ trái tim gần như ngừng đập đợi đến khi nhìn thấy những vết máu kia không phải là của cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vã đóng cửa lại xảy ra chuyện gì ma ma vội vàng hỏi thương mai ngã ngồi xuống đất hai tay che mặt nước mắt chảy ra từ giữa ghẽ tay điều này lại khiến du ma ma sợ hãi quá chừng bà ta cũng không hỏi mà lập tức lấy quần áo của thương mai kéo thương mai đứng dậy thay đồ giúp cô sau đó mang quần áo dính máu của cô đi đốt sạch bà ta ra ngoài múc nước lau hết máu trên tay trên mặt cho thương mai sau đó nói đại tiểu thư mặc kệ vừa rồi cô xảy ra chuyện gì cũng đừng suy nghĩ nữa cô phải tỉnh táo lên nếu không người chết tiếp theo chính là cô thương mai xoa xoa mặt giọng nói lạnh nhạt ma ma yên tâm Ta không sao." Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương kia, cô nói: "Mama, bà thoa chút son phấn cho ta, ta muốn đi Thỉnh An Mai Phi nương nương." Dù mama hơi giật mình, "Thỉnh An Mai Phi? Đúng vậy, nhất định phải đi Thỉnh An." Giọng nói thương mai giống như nước đá từ trên núi cao chảy xuống, không hề có độ ấm. "Có một số thủ đoạn, từ trước đến giờ cô không thèm dùng, nhưng mà, hôm nay phải dùng rồi." Zuma ma mang son phấn đến, chậm rãi thoa lên mặt cô. Thoa phấn, vẽ mày, tô son, sơn móng tay, Thương Mai im lặng giống như một pho tượng đá, mặc cho Zuma ma sửa soạn. Zuma ma biết Thương Mai muốn đi làm gì đó, sau khi trang điểm xong, bà ta nhìn Thương Mai, nghiêm túc nói, "Đại tiểu thư, hy vọng người hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình, có một số người, nếu như có thể không đắc tội, vậy cố gắng đừng đắc tội với người ta, ngày tháng còn dài." Mama là đang cảnh cáo thương Mai, bây giờ cô còn quá nhiều rắc rối, nếu như lại chọc đến một số người không nên đắc tội, sẽ mang lại phiền toái không cần thiết cho mình. Thương Mai mở cửa, quay đầu cười với Du Mama, nụ cười này lại khiến Du Mama giật mình, cho dù là lần nhập cung lúc trước hay là khi còn ở tướng phủ chịu mọi tủ nhục, cô đều không nở nụ cười tuyệt vọng như vậy. Thương Mai khẽ nói, Mama, trong hậu cung này, thoạt nhìn giống như hòa bình chỉ có một phe. Nhưng bộ mặt thật lại là ngỏa Hổ Tàng Long, có một số việc xảy ra ở trong cung, vậy cũng chỉ có thể giải quyết ở trong cung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Du Ma Ma hoảng sợ nói. Thương Mai quay người, giọng điệu dứt khoát, "Mama ở chỗ này chờ ta, một canh giờ sau ta sẽ trở lại." Trong Nhạc Thanh cung, A Phát trở về bẩm báo rằng chưa bắt được Hạ Thương Mai, có thể cô đã đi đến chỗ Hoàng Thái hậu rồi. Hạ thừa tướng tức giận nói, "Vô dụng, quả thật là đồ vô dụng." Nhiều người như vậy mà ngay cả một cô nương yếu ớt cũng không chặn được, các người còn có tác dụng gì? À phát diết hạ lâm, trong lòng mang sợ hãi đối với hạ thừa tướng, nên dù bị mắng nhiếc cũng không dám cãi lại, chỉ đứng ở một bên, cúi đầu buông thóng hai tay, xin nương nương giáng tội. Mai Phi cũng chỉ thở dài một hơi, hai ngày nay, bất kỳ quyết định gì cũng đều quá vội vàng. Thật ra nàng ta cho rằng, hạ thương mai chết trong cung cũng chưa hẳn là chuyện tốt, hạ hòe quân đã phát điên nàng ta không thể điên cùng ông ta được. Thôi, ngươi ra ngoài đi. Mai phi nói. A à, phát cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến đầu ngu ngốc kia, trong lòng hằn học mắng một câu, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, cung điện to lớn như vậy, lại muốn đến bên kia chơi, chết chưa hết tội. Mai phi nói với hạ thừa tướng, được rồi, người cũng xuất cung đi thôi. Hạ thừa tướng không cam lòng nói, có thể ra tay nữa không? Mai phi lập tức giận dữ, có phải người điên rồi không? vừa rồi chặn đường trong cung đã rất nguy hiểm, may mà đang ở gần nghi lan điện nên không ai nhìn thấy, nếu cô ta đi đến chỗ Hoàng Thái Hậu rồi, dọc đường đều là đình điện, trong cung đâu đâu cũng có người, người cho rằng có thể sao. Hạ thừa tướng căm giận nói, vậy cứ để cho cô ta trốn thoát như vậy sao? Mai Phi lạnh lùng thốt lên, hôm nay cô ta sẽ về phủ, người có rất nhiều cơ hội giết hả ta. Hạ thừa tướng lắc đầu, không thể ra tay trong phủ, nàng ta chết trong phủ, ta không thoát nổi hiểm nghi. Vậy ra tay trong cung thì ta thoát được hiểm nghi sao? Nghi Phi không phải kẻ ngu, bắt đầu từ hôm nay, nàng ta sẽ không tin ta nữa. Mai Phi thật sự vô cùng bực bội, tạo mối quan hệ với Nghi Phi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thân thiết với nàng ta, lại không ngờ lần này ném ném đi cả rồi. Hạ thừa tướng nhìn nàng ta, trong mắt đã không còn thái độ cung kính, chỉ còn kiêu căng và độc ác, nương nương, người vẫn nên ít đi lại với Nghi Phi thôi, Nghi Phi không đơn giản, người cũng không phải là đối thủ của Nghi Phi. Mai Phi phất tay, được rồi, người trở về đi. Hạ thừa tướng liếc mắt nhìn bốn phía, hạ lâm đâu. Mai Phi nói, không phải vừa rồi ngươi đuổi thằng bé ra ngoài chơi sao. Sắc mặt hạ thừa tướng tràn đầy tức giận, nói thằng mốc này, chỉ toàn gây phiền phức cho ta. Mai Phi truyền cung nữ tiến vào, bảo nàng ta đi tìm hạ lâm. Cung nữ mới ra ngoài thì thương Mai đã đến. A à, Phát nhìn thấy Thương Mai, ánh mắt chợt lóe, trong tay nắm chặt trường kiếm, nhưng rồi lại buông lỏng. Giết người trong Nhạc Thanh Cung, hắn ta còn chưa ngu như vậy. Ánh mắt Thương Mai thản nhiên quét qua người hắn ta một lượt rồi lập tức rời đi chỗ khác, nói với cung nữ ở cửa cung, mời thông báo với Mai Phi nương nương rằng Hạ Thương Mai đến chào tạm biệt. Cung nữ nhìn cô nói, người chờ một lát. Nói xong, quay người tiến vào. Mai Phi nghe thấy Thương Mai đến, lại hơi căng thẳng nhìn về phía hạ thừa tướng có phải ả à ta biết gì rồi không hạ thừa tướng nói biết thì sao chứ mai phi ngẫm lại đúng vậy biết thì sao chứ chẳng lẽ còn có thể làm loạn ở trong cung ngươi tránh trước đi mai phi nói hạ thừa tướng lạnh nhạt nói không cần tránh bản tướng muốn nghe xem ả à ta nói cái gì hơn nữa ta đang cải trang chưa chắc cô ta đã nhận ra ta mai phi chỉ đành phải nói vậy thì tùy ngươi nàng ta ngồi trên ghế truyền thương mai vào trong điện rèm châu khẽ vang người còn chưa đi vào mai phi đã cảm giác thấy một áp bức khác thường nàng ta nhìn chằm chằm vào rèm châu lưu ly ba màu kia một khuôn mặt lặng lẽ xuất hiện son phấn trên mặt được thoa nhẹ nhàng có vẻ tái nhợt như trong suốt chiếc cằm thon khẽ ngước đường nét cứng cáp đôi mắt cô nâng lên ánh mắt tựa như giếng cổ vắng vẻ đến mức không nhìn thấy một gợn sóng nào trong lòng mai phi cảm thấy hơi sợ hãi Loại cảm nhận này khiến nàng ta cảm thấy rất khủng bố, ở tướng phủ hạ thương mai vẫn luôn không phát triển, chớ nói gì đến khí chất khí thế này, ngay cả tính tình cũng vô cùng hèn nhát, mặc dù mấy ngày nay vào cung không hèn nhát như vậy, nhưng cũng không như hôm nay, chỉ một ánh mắt đã khiến người ta cảm thấy bức bách vô cùng. Thương mai tham kiến mai phi nương nương, thương mai đi đến, hơi không người. Mai phi thu lại biểu cảm, ngượng ngập cười một tiếng, là thương mai đến à không phải là đi chào từ biệt hoàng thái hậu sao thương mai nhìn thẳng vào nàng ta vốn là như vậy nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn ngoài ý muốn trái tim mai phi nảy mạnh một cái chuyện ngoài ý muốn gì thương mai nghiêng đầu nhìn hạ thừa tướng đang ngồi ngay ngắn trên ghế mặc dù đã cải trang nhưng rõ ràng không thể giấu được bất kỳ ai cánh môi thương mai cong lên phụ thân cũng ở đây hạ thừa tướng không ngờ cô vừa liếc một cái đã nhận ra không khỏi hư lạnh, còn biết ta là phụ thân ngươi đấy. Giọng nói thương mai xa xăm kỳ ảo, dù thế nào thì ngươi cũng là phụ thân của hạ thương mai. chương 67, Giết A Phát Lời này đập vào trong tai hạ thừa tướng, lại chói tai không thể nói thành lời. Mai Phi thấy cô không trả lời, tiếp tục hỏi lại, ngươi vừa mới nói là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là chuyện gì? Thương Mai quay đầu nhìn Mai Phi, khi Thương Mai đi thỉnh An Hoàng Thái Hậu, đi ngang qua cung của nghi phi nương nương, lại được chứng kiến một số chuyện, nương nương có hứng thú biết không? Nét mặt Mai Phi sững lại, hô hấp lại hơi khó khăn chuyện gì? Thương Mai nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ quái lạ, nương nương, thương Mai chỉ có thể nói cho một mình người. Mai Phi hơi sững lại, người qua đây. Thương Mai bước từng bước đi đến trước mặt Mai Phi, sau đó cúi xuống nói bên tai nàng ta, ở nghi lan cung. Ta nhìn thấy thái tử đi ra từ bên trong tầm điện của Nghi Phi, sau đó, ta nói với Nghi Phi là Mai Phi nương nương bảo ta đến. Vẻ mặt Mai Phi đột nhiên thay đổi, ngươi nói cái gì? Thương Mai nhếch miệng cười, nụ cười âm u khủng bố, ta nói, Mai Phi nương nương cố ý bảo ta đi đến vào giờ đó. Mai Phi cắn răng nghiến lợi nói, ngươi. Trong cung chỉ có mình nàng ta biết chuyện của Nghi Phi, nhưng mà, nàng ta cũng không thể nói ra, bây giờ hoàng thượng bệnh nặng, cho dù làm lớn chuyện này hoàng hậu cũng sẽ ép xuống, nàng ta chỉ có thể bị diệt khẩu. Nhi Phi cũng biết nàng ta sẽ không để lộ ra ngoài, chỉ là cũng đã nói lời cảnh cáo nàng ta mấy lần. Nhưng mà, nếu hôm nay Nghi Phi cho rằng là nàng ta lệnh cho một người ngoài như Hạ Thương Mai đi điều tra, Nhi Phi sẽ nghĩ như thế nào? Ra đầu Mai Phi lập tức tê giải. Hạ Thừa Tướng thấy Thương Mai nói mấy câu bên tai Mai Phi, sau đó sắc mặt Mai Phi thay đổi, ông ta đứng dậy, nương nương, sao rồi? thương mai gần như là quay đầu ngay tức khắc ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thừa tướng phụ thân cũng có hứng thú với chuyện của con gái sao hạ thừa tướng nghiêm túc nói thái độ bây giờ của ngươi là thế nào có giống như đang nói chuyện với bề trên sao thương mai cười lạnh có phụ thân đối xử với con gái giống như ngươi sao chúng ta cũng đừng giả vờ giả vịt hòa bình nữa chuyện cho đến bây giờ cũng không còn gì để giả bộ ở nơi này ta cũng nói rõ ngươi muốn ta chết ta cũng sẽ không để ngươi được dễ chịu Hạ thừa tướng không ngờ thái độ của cô lại cứng rắn như vậy, cũng độc ác lạnh lùng nói, từ ngày ngươi hủy hôn khiến ta nhục nhã kia, phải biết rằng mình sẽ phải đối mặt với trừng phạt như thế nào, mưu đồ diệt ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Hễ ta còn đường nào để đi thì ta cũng sẽ không liều lĩnh như vậy, ngươi dồn ta đến đường cùng, dù ta có chết, cũng tuyệt đối không để ngươi vui sướng sống trên thế giới này. Hạ thừa tướng tức giận trợn trừng mắt, lồng ngực bị lửa giận chặn đến mức hít thở không thông mai phi nghe cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ trong lòng hoảng sợ nào giống như cha con chứ quả thật chính là thù sâu hận lớn lại một lần nữa nàng ta cảm thấy mình dính vào chuyện này là vô cùng ngu xuẩn nghĩ đến đây nàng ta hô một tiếng mau đi xem xem đã tìm được hạ lâm chưa nàng ta cảm thấy chính mình thật sự không chọc nổi hạ thương mai nhất là lúc này tình huống của cô ta trong cung lại mập mờ không rõ như vậy cũng chỉ nói mấy lời đã có thể đi ra khỏi cung của nghi phi nhiều người chặn đường như vậy cũng không thể giết cô ta. Mai Phi phái nhiều người giết cô ta như vậy, thậm chí còn có thể kinh động đến Hi Vi cung, lại biết Hạ Thương Mai đã phát hiện chuyện của và thái tử và Nghi Phi. Bây giờ Hạ Thương Mai đổ tất cả lên đầu mình, mà mình cũng có quan hệ thân thích với nhà họ Hạ, chắc chắn Nghi Phi sẽ nghi ngờ. Thương Mai nghe thấy hai chữ Hạ Lâm, trong lòng đau đớn như bị xé rách, cô lùi về sau một bước, không người với Mai Phi thần nữ cáo lui hạ thừa tướng giơ tay ngăn cô lại, nhớ đến kiêng căng ngạo mạn của cô, trong lòng bỗng nhiên nổi giận, giơ tay muốn tát một phát. Thương Mai lập tức giơ tay nắm chặt lấy cổ tay ông ta, cứng rắn như sắt khiến hạ thừa tướng không cách nào cử động, hạ thừa tướng kinh sợ, ngươi. Đáy mắt Thương Mai bốc lên ngọn lửa hừng hực, như tạo thành bức bình phong bằng lửa cao ngút trời chắn giữa cô và hạ thừa tướng. Hạ thừa tướng cảm thấy mình không còn nhìn rõ dáng vẻ của cô, khuôn mặt này tựa như vô cùng xa xôi. Thương Mai buông tay ông ta ra, cười lạnh một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn ông ta rồi xoay người ra ngoài. Cửa điện, A Phát đứng tại cửa ra vào, hắn ta nghe thấy toàn bộ động tĩnh và đối thoại bên trong, khi Thương Mai đi ra, hắn ta lạnh lùng thốt lên, không phải là muốn gả cho Nhiếp Chính Vương sao? Lại còn kiêu ngạo thế này, có lấy được phu quân hay không còn không biết đâu, Nhiếp Chính Vương cũng không phải kẻ ngu, hắn sẽ lấy một nữ nhân có hành vi đạo đức kém cỏi sao? hắn ta cũng biết mục đích thương mai đến nhà thanh cung thương mai chính là vì hắn ta mà đến vì vậy mặc kệ hắn ta nói chuyện hay không nói chuyện mà nói chuyện với thái độ như thế nào thì hôm nay hắn ta đều phải chết vì vậy sau khi hắn ta nói xong thương mai mỉm cười quyến rũ mặt mày tươi sáng giống như gặp được chuyện gì vui vẻ a à, phát nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét làm sao biết được nụ cười của cô chỉ dành cho người đứng phía sau hắn ta thương mai đến gần nhìn vào mắt hắn ta hạ lâm ở sau lưng ngươi sắc mặt a phát thay đổi bỗng nhiên quay đầu lại thấy sau lưng không một bóng người hắn ta giận dữ người chơi trò quái gì vậy thương mai mặt không cảm xúc hỏi người rất sợ hạ lâm sao nó cũng chỉ là một đứa bé người sợ cái gì a phát tức giận nói mau đi đi thương mai lại đến gần một bước gần như dán sát vào a phát cô mở miệng Hơi thở Như Lan, có một quy củ mà chúng ta đều biết, giết người phải đền mạng. A à, Phát Hoảng hốt nhìn cô, lại thấy nụ cười trên mặt cô đã thu lại từ bao giờ, thay bằng khuôn mặt âm u lạnh lẽo, sát khí chợt lóe nơi đáy mắt. Hắn ta lập tức cảm thấy lồng ngực đau đớn, dòng điện mạnh mẽ phóng vào trong tim, thậm chí còn chưa kịp ý thức được mình sắp mất mạng thì đã mất đi chi giác. Thương Mai nhanh chân rời đi. Thương Mai đi được mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng thứ gì đó rầm rầm ngã xuống đất. Thương Mai cũng không quay đầu lại, biến mất khỏi nhà Thanh cung. A Phát chết như vậy, trên người không có bất kỳ vết thương nào, Mai Phi truyền ngự y đến, ngự y cũng không cách nào kiểm tra ra nguyên nhân cái chết của A Phát, chỉ nói là bỗng nhiên trái tim hắn ta ngừng đập. Mai Phi truy hỏi một lượt, có người trông thấy hạ thương Mai nói chuyện với A Phát một lát, sau đó A Phát ngã xuống. Nói chuyện, cuộc nói chuyện có mang theo ác ý không? Mai Phi hỏi công nhân đều nói là lúc ấy hạ thương mai mang theo nụ cười nói chuyện với a phát còn hai người nói cái gì thì không nghe thấy mai phi nghĩ mà sợ nói với hạ thừa tướng bản cung khuyên ngươi đừng đối đầu với ả ta nữa ả ta đã không còn là hạ thương mai trước kia hạ thừa tướng khinh thường nói ngươi còn thật sự cho rằng ả ta có thể giết người trong vô hình sao nàng ta căn bản không biết võ công e rằng thị vệ này của ngươi có bệnh ẩn gì cũng chỉ là một tên nô tài chết thì cũng đã chết rồi có cái gì đáng ngạc nhiên hoảng sợ chứ?" Mai Phi lắc đầu nói, "Bây giờ ngươi điên rồi, bản cung cũng không nhiều lời với ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, sau này dù có chuyện hay không có chuyện thì cũng không cần vào cung tìm bản cung, chuyện của tướng phủ các ngươi, bản cung không quản nữa." Không tìm được nguyên nhân cái chết của A Phát khiến Mai Phi hoảng sợ, nàng ta biết chuyện này không đơn giản như vậy, là hạ thừa tướng không nhìn thấy rõ ràng mà thôi, hoặc là nói ông ta đã điên rồi, nhìn không thấu kỳ lạ đằng sau chuyện này hạ thừa tướng vô cùng thất vọng về mai phi ông ta cười lạnh nói nương nương nhát gan như vậy sao có thể mưu cầu tiền đồ cho tam hoàng tử bây giờ bản cung chỉ cần nó bình an còn trong số mệnh nó có được bao nhiêu phúc phận cũng không phải thứ mà bản cung có thể điều khiển mai phi nói hạ thừa tướng nói bằng giọng điệu quái gở chỉ mong nương nương không hối hận nói xong lại quên mất hạ lâm tự rời khỏi cung mai phi căng thẳng hoảng sợ cũng không nhớ đến hạ lâm Hạ Lâm đáng thương, cứ như vậy bị người ta quên lãng. chương 68, lại có kế độc. Thương Mai trở lại trong phủ thì đã gần giờ dậu rồi. Sau khi giết A Phát, cô đi đến cung của Hoàng Thái Hậu chào từ biệt, tất nhiên là được Du Ma Ma và thị vệ hộ tống mà đi. Hoàng Thái Hậu nói chuyện với cô một lúc lâu mới cho cô rời đi. Lương Vương hồi phủ, trước tiên cô cần phải đến Lương Vương phủ, bố trí ổn thỏa cho Lương Vương, lại dặn dò ngự y chú ý một số chuyện, mới có thể trở về tướng phủ vì vậy cô để du ma ma đưa tiểu khuyên về trước bước vào tướng phủ sắc trời dần dần tối lại dựa theo quy củ cô ra ngoài trở về thì phải đi thỉnh an lão phu nhân nhưng mà cô lại trở về hạ trí huyền liên thị thấy cô trở về khẽ ôm lấy cô chịu khổ rồi thương mai ôm lấy liên thị vô cùng đau xót trong lòng đau khổ cũng đánh thẳng vào tim vô cùng mệt mỏi nói mẫu thân lầm lầm chết rồi cả người liên thị chấn động, đẩy thương mai ra nhìn cô con nói cái gì. Thương mai nói cho liên thị biết chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm nay, liên thị nghe xong, ngã ngồi xuống ghế, nước mắt lập tức chảy xuống. Thằng bé kia, tốt đến nhường nào, nó là người đơn thuần duy nhất trong tướng phủ hỏa hổ tàng long này, lại cứ mất đi như vậy sao? Liên thị suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn thương mai, ở trong cung cũng dám ra tay. Bọn họ lại to gan như vậy sao? a à phát là người của mai phi hắn ta không nhìn thấy rõ ràng đã bắn tên mang suy nghĩ có người giết mai phi luôn cẩn thận không thể nào sẽ làm như vậy hạ thừa tướng ở trong cung của mai phi thương mai lạnh lùng nói đáy mắt liên thị chỉ còn lạnh lẽo sáng sớm ông ta đã vào cung không vì chuyện gì khác chỉ vì giết con lại giết nhầm lâm lâm trong lòng thương mai ấy náy không nói lên lời liên thị nắm chặt tay cô thương mai đừng tự trách không phải lỗi của con Thương Mai tận mắt nhìn thấy Hạ Lâm chết, cảm xúc đau đớn tột độ này, căn bản không cách nào xóa bỏ. Đúng rồi, độc của con sao rồi? Mẫu thân biết bọn họ hạ độc con, liên thị chợt nhớ đến chuyện này, vội vàng hỏi. Thương Mai nói, người y đã cắt thuốc thuốc giải độc, còn uống hai ngày, đỡ nhiều rồi, chỉ cần uống thuốc thêm mấy ngày nữa là khỏi thôi. Vậy thì tốt, sau này ở trong phủ phải cẩn thận một chút, mẹ con chúng ta đều phải cẩn thận. Liên thị nói. Thương Mai ngồi xuống, trong lòng thầm nhủ cho dù cẩn thận, cũng không tránh được ám hại dày đặc, nhưng mà, trong mấy ngày chữa trị cho Lương Vương, tạm thời cô vẫn an toàn, ít nhất, cho dù có mưu tính, cũng không dám trắng trợn như vậy. Đến tối hạ thừa tướng mới về phủ, sau khi ông ta rời cung thì đi tử quán uống rượu, uống đến say mềm mới trở về. Vừa về đến trong phủ, bên phía lão phu nhân đã truyền lời bảo ông ta đến. Ông ta ngay cả mặt cũng không rửa, vội vàng đi đến, Nguyệt Nhung phu nhân không nhìn thấy Hạ Lâm thì cho rằng thằng bé đang chơi đùa trong sân, cũng không để ý đến thằng bé, vội vàng đi theo Hạ Thừa Tướng. Lão phu nhân đang ngồi trước hành lang, lồng đèn trước hành lang chiếu dọi khuôn mặt âm trầm của bà ta. Tay bà ta lần chàng hạt, ngẩng đầu, hít mắt nhìn Hạ Thừa Tướng, không vui nói, sáng sớm đã vào cung, bây giờ mới trở về, trở về cũng không sao, lại còn uống say như vậy, không hiểu chuyện gì cả. Nói xong, lại tức giận liếc nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, người cũng thế, không thương phu quân chút nào, sao không pha một ly trà tỉnh rượu cho hắn. Nguyệt Nhung phu nhân oan ức nói, không phải còn chưa nấu thì đã bị người truyền đến rồi sao? Lão phu nhân nhìn khuôn mặt xương như đầu heo kia của nàng ta thì tức giận, chuyện mất mặt trong cung của nàng ta đã truyền về từ lâu, bà ta tức giận đến mức ném vỡ một ly trà. Được rồi, người tránh qua một bên đi, lão phu nhân lạnh lùng nói. Bây giờ Nguyệt Nhung phu nhân cũng không dám lỗ máng, đành phải lui sang một bên, thi thoảng ngẩng đầu oán hận liếc nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, phụ nữ nông cạn rốt nát đến bực này, nếu không phải nể mặt nàng ta sinh một trai một gái cho nhà họ hạ, căn bản không chứa nổi. Con gái tốt của ngươi trở về, nhưng kiêu căng lắm, ngay cả đến thịnh an bà già này cũng không muốn, hôm nay ngươi vào cung, lại chẳng làm nên trò trống gì. Lão phu nhân lạnh giọng hỏi hạ thừa tướng luôn e sợ người mẹ già này, nghe thấy bà ta trách cứ, lại nghĩ đến hôm nay bị con gái ruột thịt của mình uy hiếp, không nhịn được càng cảm thấy thất bại, chỉ thoáng chốc thất bại này lại biến thành căm tức. Ông ta cắn răng nghiến lợi nói tiểu tiện nhân này vô cùng xảo quyệt, ngay cả mai phi nương nương cũng không bắt được nàng ta. Mười mấy năm qua, ở trong phủ nàng ta vẫn luôn sợ hãi rụt rè, bỗng nhiên trở thành như vậy, ta vốn nghi ngờ, loại phụ nữ như liên thị sao có thể sinh ra được con gái e rè như thế bây giờ nghĩ lại sợ là suy nghĩ kín kẽ vẫn luôn chịu đựng chờ đợi bộc phát mà thôi nhà họ hạ ta không thể bại trong tay loại người này người cân nhắc xử lý đi sao hạ thừa tướng không muốn tiêu diệt hạ thương mai chứ nhưng mà mẫu thân lần trước hạ độc vậy mà nàng ta lại không chết chuyện này rất kỳ lạ hơn nữa vì sao nàng ta vào cung lại được khen ngợi ngay cả chuyện hủy hôn cũng không trách tội nàng ta lão phu nhân lạnh nhạt liếc nhìn nguyệt nhung phu nhân lần trước hạ độc thất bại là nàng ta làm, nếu không phải nàng ta nói muốn chừng thị tiểu tiện nhân này một chút, giảm bớt số lượng độc, thì nàng ta đã sớm chết rồi. Nguyệt Nhung phu nhân nghe ra trách cứ trong giọng điệu của bà ta, không nhịn được tuổi thân nói, ai biết bỗng nhiên lại có một du ma ma đến. Hơn nữa, lúc ấy mẫu thân cũng ngầm đồng ý. Đáy mắt lão phu nhân toát vẻ độc ác, tóm lại, chậm chạp với kẻ địch thì sẽ bị đánh ngược trở lại, sau này không thể tái phạm sai lầm thế nữa, hoặc là không làm, một khi đã làm thì phải dứt khoát. Hai ngày nay hạ thừa tướng đều khoác bộ ra hổ giả làm hổ dữ, nhưng trong lòng ông ta đã không biết phải làm thế nào rồi, tất cả đều không nằm trong lòng bàn tay ông ta, bây giờ gặp mẫu thân, lại thấy mẫu thân mạnh mẽ như vậy, nên sinh ra suy nghĩ hỉ lại, mẫu thân, người nói nên làm gì bây giờ. Lão phu nhân cân nhắc một chút, nói bây giờ hoàng hậu phái du ma ma đến tướng phủ, chắc chắn không động được vào hạ thương mai, nhưng phu nhân kia của ngươi, ngươi xem đó mà làm đi bây giờ thanh danh của ngươi đã xấu rồi chỉ có chứng minh nàng ta thật sự vụng trộm với người ta mới có thể chứng minh ngươi trong sạch sao con trai lại không biết chứ nhưng mà trong lòng hạ thừa tướng căm hận vốn cho rằng chỉ là một tội danh hư cấu lại không ngờ sẽ thành thật ông ta cảm thấy mình bị lừa gạt từ đầu đến cuối đều bị người ta coi như kẻ ngu ông ta có thể gán tội cho liên thị nhưng bà không thể là tội phạm thật sự được Loại suy nghĩ không biết xấu hổ này xuất phát từ việc ông ta ngồi ở vị trí thừa tướng nhiều năm, ngang ngược đã quen. Nguyệt Nhung phu nhân bước lên hiến kế, mẫu thân, vẫn có thể lợi dụng Trần Ninh kia. Trần Ninh, lão phu nhân nhíu mày suy nghĩ, lần trước người này đã biết được kế sách của chúng ta, sợ là không thể dùng lại. Nguyệt Nhung phu nhân nói, lần trước chúng ta cũng không nói rõ ràng với ông ta, nhưng lần này, chỉ cần cho ông ta một ít bạc, bảo đảm sau chuyện này ông ta bình an vô sự, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý, người này làm việc cho con dâu nhiều năm, con biết ông ta vô cùng tham lam. Lão phu nhân nhìn về phía hạ thừa tướng, người thấy thế nào? Hạ thừa tướng nhớ đến Trần Ninh luôn đến tướng phủ kia, đúng là lựa chọn tốt nhất. Ông ta nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, việc này cho bà đi bàn, lần này không thể có sơ suất nữa. Nguyệt Nhung phu nhân muốn lấy công chuộc tội, thấy ông ta đồng ý, vội vàng nói, sẽ không, ta nhất định sẽ nói rõ ràng với ông ta. Lão phu nhân ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, hạ lâm đâu? Sao trở về cũng không đến thỉnh an ta? chương 69, cầu xin an thân vương giúp đỡ. Lúc này, hạ thừa tướng mới nhớ ra mình không dẫn hạ lâm về cùng, thế nhưng ông ta cũng không lo lắng lắm, mà chỉ nói, để nó ở trong cung mấy ngày, dù sao Mai Phi nương nương cũng rất thích thằng bé. Mai Phi nương nương quả thật rất thích hạ lâm, lúc trước hạ lâm cũng từng được Mai Phi nương nương đón vào cung sống từ nhỏ, Tính cách Hạ Lâm rất đơn giản, hầu như không ai là không thích cậu nhóc cả. Nghe vậy, lão phu nhân ừm một tiếng, nói cũng được, đứa bé này rất được lòng người khác, để thằng bé ở chơi với Mai Phi nương nương mấy ngày, đồng thời tăng thêm cảm tình với hoàng tử. Trần Nguyệt Nhung không tập trung sự chú ý trên người Hạ Lâm, mà chỉ một lòng nghĩ đến chuyện của Trần Ninh. Từ sau khi Trần Ninh bị tính kế lần trước, ông ta từng đến tìm bà, cũng từng uy hiếp bà ta. Khi đó Trần Nguyệt Nhung phải dùng rất nhiều ngân lượng mới có thể giải quyết được chuyện này. Trần Nguyệt Ninh cảm thấy rất kinh tởm trước sự tham lam của Trần Ninh, nếu không phải là nể mặt. Cho nên, lần này vừa khéo là một mũi tên chúng hai con nhạn, vừa diệt trừ được Liên Thị, lại vừa có thể giết chết Trần Ninh. Lúc này, Lão Phu Nhân nói với Thúy Ngọc, người hãy đến Hạ Chí Uyển truyền tin, bảo Liên Thị sáng sớm ngày mai đến thăm hỏi ta. Vâng, Thúy Ngọc nhận lệnh. Mẹ, vì sao vậy chứ? Hạ thừa tướng không hiểu ý của lão phu nhân, cho nên lập tức hỏi bà ta. Từ trước đến nay, Mẫu thân vẫn luôn không muốn nhìn thấy Liên thị, cho dù chỉ là đến thăm hỏi, Mẫu thân cũng không vui. Nghe vậy, lão phu nhân thản nhiên liếc nhìn ông ta, nói, bảo ả à ta đến thăm hỏi ta, đương nhiên là có chuyện để ả à ta làm rồi. Ta có thể nắm rõ được tung tích của ả à ta, có như vậy, khi vợ con tính kế, quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta. Lão phu nhân hừ một tiếng. Nghe vậy, hạ thừa tướng bỗng nhiên bừng tỉnh ông ta lập tức nói vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu đáo nếu không con cho rằng vì sao ta lại để liên thị vào đây con nên bình tĩnh hơn đi đừng sao động để rồi đưa ra những quyết định sai lầm trần nguyệt nhung quả thật không thích bà mẹ chồng này một chút nào cả nhiều năm như vậy rồi trong lòng bà ta thật ra vẫn vô cùng chán ghét lão phu nhân nhưng trong phủ này lão phu nhân vẫn nắm quyền phát ngôn cao nhất may là không cần đợi quá lâu đến khi bà ta làm mẹ vợ của thái tử rồi thì mọi thứ đều có thể thay đổi được. Hạ thừa tướng được lão phu nhân làm cho tỉnh ngộ, trong lòng ông ta bắt đầu từ từ chấn tĩnh lại. Mấy ngày nay có biết bao nhiêu chuyện ùn ùn kéo đến, khiến ông ta loạn hết cả đầu, cho nên trong lúc nhất thời đã không kiểm soát được tâm trạng. Hôm nay nhớ lại mọi chuyện đã làm mấy ngày qua, ông ta biết rằng bản thân đã bị cơn thịnh nộ và sự áp bức, lăng nhục làm cho rối loạn tâm trí, may mà hôm nay không xảy ra chuyện gì, nếu không ông ta thật sự đã chết trong tay Hạ Thương Mai rồi. Thúy Ngọc đến Hạ Chí Uyển thông báo cho Liên thị, bảo Liên thị ngày mai bắt đầu hồi phục thì bớt chút thời gian đến thăm hỏi lão phu nhân. Sau khi Thúy Ngọc rời đi, Liên thị quay sang nhìn Thương Mai, thái độ bình thản, nói: "Bây giờ bọn họ không có cách nào tấn công được con, vì thế đành phải ra tay với mẹ." Nghe vậy, Thường An lo lắng nói: "Mẹ à, mẹ phải cẩn thận một chút." Liên thị cười nói: "Trước kia mẹ luôn né tránh" âm thầm chịu đựng, chỉ muốn trải qua những ngày tháng bình yên. Nhưng bây giờ con gái của mẹ đã không còn, mẹ còn sợ gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, nếu có bản lĩnh thì cứ đến mà lấy đi. Thương Mai nghe Liên thị nói vậy thì lập tức biết bà đã có kế sách đối phó rồi. Thật ra, một người phụ nữ thông minh như Liên thị, không muốn phản kích thì thôi, chứ một khi phản kích, nhất định sẽ làm ra chuyện khiến người ta bất ngờ. Có một người đồng minh dũng cảm không quan tâm mọi thứ như vậy thương mai quả thật rất may mắn cô sợ nhất là loại người gặp chuyện gì cũng sợ hãi không dám động chạm dính líu vào như vậy cô sẽ cảm thấy rất mệt mỏi cũng không thể lo chu toàn mọi thứ được liên thị đứng bên cửa sổ nhìn cây trúc đào đang nở hoa tuyệt đẹp trong sân lúc này bà ta đột nhiên quay đầu lại nói lâm lâm cứ như vậy bị bỏ lại trong cung ư nghe nói ba con đã trở về rồi lẽ nào ông ta không biết lâm lâm đã xảy ra chuyện rồi ư thương mai cười lạnh nói ông ta sẽ quan tâm đến chuyện đó ư trước khi lâm lâm chết trên cổ có một dấu tay lâm lâm nói với con thằng bé rất sợ phụ thân mẹ nghĩ xem là ai sẽ đánh thằng bé chứ nó mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi tại sao ư đoán chừng vì ông ta cho rằng lâm lâm vẫn đang chơi đùa ở trong cung cũng không thể để thằng bé cô đơn một thân một mình trong cung được Thương Mai, còn có cách gì không?" Liên thị hỏi. Lúc trước, Thương Mai không ngờ, khi Hạ thừa tướng rời khỏi cung, ông ta lại có thể quên mất Hạ Lâm. Vốn cho rằng ông ta dẫn Hạ Lâm vào cung thì cũng phải dẫn thằng bé ra ngoài, không nhìn thấy Hạ Lâm thì sẽ sai người đi tìm. Nhưng không ngờ, ông ta lại nghênh ngang đi về một mình. Thương Mai nghĩ ngợi một chút rồi nói, "Như vậy đi, con sẽ đi tìm Nhiếp chính vương một chuyến, xem hắn có thể giúp được chuyện này hay không." Nghe vậy, Liên thị thở phào nhẹ nhóm, ủy khuất cho con rồi, ngày trước Lâm Lâm vẫn luôn đối xử rất tốt với thương mai, vì thế mẹ không thể trơ mắt đứng nhìn thằng bé cô đơn ở trong cung được. Lâm Lâm vì con cho nên mới chết, thương mai khẽ nức nở, không có cách nào nói hết câu được, cô xoay người đi, nói con đi thay quần áo rồi sẽ qua đó. Dù ma ma muốn đi cùng thương mai qua đó, nhưng cô lại nói với bà ta, sau này khi tôi đi ra ngoài, Mama hãy ở lại đây trông chừng mẹ và tiểu khuyên giúp tôi Tránh để tôi phải lo lắng Chỉ là hôm nay trời cũng tối rồi Một mình người đi vào vương phủ Chuyện này Dù Mama chủ yếu sợ người ta nói ra nói vào cô Dù sao thì nước bẩn bị hắt lên người cô cũng nhiều lắm rồi Mặc dù dù Mama không nói ra Nhưng thương Mai vẫn biết nỗi lo lắng của bà ta Cô nói Dù Mama không cần lo lắng cho tôi Tôi không còn gì để mất nữa cả Nghe vậy Zuma ma lập tức gật đầu, đúng là như vậy. Thế thì người mau đi đi. Thương Mai ra ngoài vào ban đêm và cô quyết định trưng dụng xe ngựa trong phủ. Người lái xe biết cô không nhận được sự yêu thương của người trong phủ, cho nên cũng không muốn đưa cô đi ra ngoài vào ban đêm, và lại cô còn không mang theo nô tỳ đi cùng. Nhưng Thương Mai cũng không cầu xin hắn ta. Cô đi vào trong chuồng ngựa dắt một con ngựa ra, cô lật người trèo lên lưng ngựa, rồi thúc ngựa rời đi. Người lái xe thấy vậy lập tức sửng sốt kinh ngạc nhìn cô. Đại tiểu thư biết cưỡi ngựa từ bao giờ thế, nhìn tư thế cưỡi ngựa của cô, vô cùng điêu luyện, thành thạo. Thương mai đến phủ của nhiếp chính vương, xin được gặp mộ dung khanh. Nhưng người trong phủ lại nói với thương mai rằng, mộ dung khanh đi ra ngoài đến nay vẫn chưa về. Thương mai nghe vậy thì âm thầm kinh ngạc, tối qua đi ra ngoài, vậy mà đến tối nay vẫn chưa về. Nghĩ đến lúc hắn rời đi, nghiêm vinh mặc áo giáp sắt, cô bèn hỏi người gác cổng, khi nào vương ra trở về. Người gác cổng nghe vậy thì lắc đầu, cái này cũng không chắc, nhưng theo như thường ngày khi vương ra đi ra ngoài, thì có lẽ là 3 đến 5 ngày mới trở về. 3 đến 5 ngày ư, đến lúc đó, xác của Lâm Lâm cũng thối giữa rồi. Cung điện đó hình như không có ai ở, ngày thường cũng không có ai tới đó. Đợi đến khi Lâm Lâm được phát hiện, cũng không biết đã là chuyện của mấy ngày sau nữa. Nghĩ đến đây, Thương Mai lập tức rời đi, trong lòng cô chán nản đến nỗi không biết nên làm như thế nào. Bây giờ cô không thể vào cung, mang xác của Lâm Lâm về được, chuyện này chỉ có nhiếp chính vương mới làm được. Thế nhưng nếu mấy ngày nữa nhiếp chính vương mới trở lại, đây là chuyện tuyệt đối không thể đợi được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy giờ phút này không có quan hệ quả thật là không thể làm gì được. Cô nghĩ đến một người, nhưng cô không biết đối phương sẽ có thái độ gì. Nếu thật sự giống như những gì nhiếp chính vương nói, người đó nhất định có thể giúp được cô nhưng ngày đó nhìn thấy ông ta dường như ông ta không để tâm đến mẹ lắm thậm chí ngay đến cả bức tranh cũng không thèm nhìn mà chỉ nhẹ nhàng hỏi cô một câu được hay không cả quãng đường đi cô đều hỏi người đi đường khi đến trước cổng phủ an thân vương cô hơi do dự một chút không biết có nên đi vào hay không ngay khi cô còn đang chưa có biện pháp chắc chắn cô bèn nhìn thấy hai người thúc ngựa phi tới thương mai vội vã rắt ngựa đứng lùi sang một bên căng mắt lên nhìn hóa ra là An Thân Vương và một cô gái. Cô gái này khoảng 26, 27 tuổi, gương mặt xinh xắn. Lúc này, nàng ta đang mặc một bộ quần áo tơ lụa màu xanh bên trên thêu những bông hoa cúc rực rỡ. Nhìn nàng ta có vẻ rất buồn bực, dáng vẻ xinh đẹp, ngất ngây, mê đắm lòng người, nhưng vẫn toát lên nét phong lưu, bất cần đời. Nàng ta và An Thân Vương đang thúc ngựa phi về phía này, khi ngựa phi đến trước mặt thương mai, họ lập tức xiết dây cương dừng ngựa lại nàng ta vùng roi, ngựa ngẩng đầu lên hí một tiếng. Thấy vậy, thương mai vẫn im lặng không nhúc nhích, sau đó cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. chương 70, Đại trưởng Công Chúa Khi ghi dây cương, dừng ngựa lại, nàng ta còn cố ý dơ lên giống như muốn đánh roi ngựa lên người thương mai, trên mặt cũng lộ ra nụ cười độc ác. Nhưng khi nhìn thấy thương mai đứng im không nhúc nhích, mặt thậm chí còn không biến sắc, cũng không có ý định né tránh, nàng ta không nhịn được mất hứng nói, không thú vị chút nào cả. Lúc này, An Thân Vương nhìn thấy Thương Mai thì lập tức lật người xuống ngựa, hỏi cô đến rồi à? Thương Mai cúi người xuống, chào, xin chào Vương ra. Có chuyện gì ư? Người gác cổng tiến lên phía trước dắt ngựa, An Thân Vương vỗ nhẹ lưng ngựa, để hắn ta dắt đi, sau đó quay sang nói với cô gái, người vào trước đi, lát nữa bổn Vương sẽ vào sau. Nàng ta nghe vậy thì núng nịu nói, mau lên đó, làm chậm trễ thời gian của ta, ta sẽ giết người đấy. An thân vương nghe vậy lập tức lộ ra cái nhìn dung túng, được rồi mà, lát nữa ta sẽ đến, làm sao dám lạnh nhạt với bà cô của chúng ta được chứ? Cô gái nghe vậy thì hừ một tiếng, sau đó xoay người đi vào bên trong. Lúc này, an thân vương đưa tay lên, khẽ bóp chán, rồi quay sang nói với thương mai, buộc ngựa cẩn thận, rồi đi vào đây. Thương mai đối với nhân vật giống như chiến tướng này, trong lòng trước sau vẫn luôn có sự kính nể. Cô nghe theo lời an thân vương, buộc ngựa ở cổng, sau đó đi theo ông ta vào bên trong lúc này người hầu của an thân vương ra đón tiếp vương ra trở về rồi ạ à. đại kim sai người đi pha cho đại tiểu thư một ly trà long tính an thân vương đi nhanh vào bên trong đồng thời dặn dò kẻ dưới vâng người hầu nhận lệnh nhưng nét mặt lại thoáng vẻ kinh ngạc thương mai nhìn vẻ mặt của người hầu đó trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ hắn kinh ngạc cái gì chứ thương mai đương nhiên không hề hay biết mấy năm nay phủ an thân vương không tiếp đón khách, cho dù là có người đến thì cũng không chuẩn bị trà. Dùng lời của an thân vương để nói thì chính là, một khi dâng trà, điều đó có nghĩa là người này cho rằng bản thân hắn rất được chào đón, như vậy sau này sẽ thường xuyên đến làm phiền. Sau khi vào phòng khách, an thân vương ngồi xuống ghế thái sư, cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay xuống, sau đó chậm rãi lau chùi, ông ta cũng không nhìn thương mai mà chỉ hỏi có chuyện gì thế. Thương mai hơi do dự một chút, vẫn không biết nên nói ra hay không. Ngay sau đó, An Thân Vương lại tiếp lời, không cần nói những lời nhảm nhí, sáo giống, cứ chọn trọng điểm mà nói. Thương Mai nghe thấy lời này của An Thân Vương thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng ông ta, nói, Vương ra, thần nữ đến đây quả thực là có chuyện muốn nhờ và ngài. Câu này không cần thiết, nói ý chính, An Thân Vương thản nhiên nói. Thương Mai nhìn ông ta, đành phải nói thẳng, đệ đệ của tôi là Hạ Lâm đã bị giết hại trong cung, xác của đệ ấy bây giờ vẫn đang ở trong cung điện đối diện với Hy Vi Cung. Không biết vương gia có thể vào cung mang xác của đệ đệ tôi trở về hay không? bổn vương giúp ngươi, thì được lợi gì? An thân vương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc bén đâm tới, hiển nhiên có thể nhìn ra, ông ta không có hứng thú với cái chết của Hạ Lâm. Thương Mai nghe vậy thì hơi sửng sốt, buông tay, thần nữ chỉ có hai bàn tay trắng. Nói cách khác, chính là cô không có gì có thể cho hắn ta cả. An Thân Vương ừm một tiếng, nói, vì sao lại chết? Sau khi người hầu bưng trà lên thì đứng thẳng ở một bên. Thương Mai nói ngắn gọn, bị thị vệ trong cung giết nhầm. An Thân Vương cười lạnh một tiếng, bây giờ trong cung cũng có thể tùy tiện giết người ư? Hoàng đế lâm bệnh, hậu cung quả là rối loạn mà. Thương Mai không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía An Thân Vương. An Thân Vương uống một ngụm trà, rồi nói, được bổn vương giúp ngươi lần này, ngươi cứ về trước đi. Ông ta giơ tay gọi người hầu đến, đại kim, chuẩn bị xe ngựa. Người hầu nghe vậy hơi do dự, nói, vương ra, đây là chuyện của tướng phủ, ngài nhúng tay vào thì không hay cho lắm. An thân vương đứng dậy, hơi sướng sờ rồi nhìn người hầu, nói, ngươi cảm thấy bổn vương thật sự không nên quan tâm chuyện nhà người ta, đúng không? Người hầu lập tức nói, vâng, vương ra, hơn nữa, thừa tướng vừa mới đến đây gây chiến với ngài, nếu ngài nhúng tay vào chuyện này e là không hay cho lắm xét trên phương diện đạo lý mà nói chuyện này vương gia không nên quan tâm là tốt nhất an thân vương nghe vậy thì gật đầu nói đạo lý chính là như vậy quả thật bổn vương không nên quan tâm đến chuyện này hơn nữa nhà người ta còn có con trai chết nếu bổn vương nhúng tay vào chuyện này chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ đúng vậy thưa vương gia người hầu thở phào một hơi nhẹ nhõm mặc dù nói rằng vương gia không sợ hạ thừa tướng nhưng cũng không cần phải làm chuyện này thương mai nghe vậy lập tức lo lắng đang muốn nói gì đó lại nghe thấy an vương gia nói với người hầu người còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa vương gia người hầu kinh ngạc nhìn ông ta không phải vương gia biết đạo lý này rồi ư an thân vương bước nhanh ra ngoài đạo lý thì như vậy nhưng bổn vương từ xưa đến nay không thích giảng đạo lý người hầu đuổi theo nói thế nhưng hạ thương mai này không mang lại lợi ích gì cho vương gia ngài cứ như vậy vô duyên vô cớ giúp cô ta ư. Không phải người cũng nghe thấy cô ta nói là cô ta không có gì rồi ư. Nhưng mà, người hầu thật sự không hiểu an thân vương, ngay trước khi có người đến cầu xin giúp đỡ, ngay đến cả gặp an thân vương cũng không cho gặp mặt. Cho dù họ mang rất nhiều dương đựng vàng bạc châu báu đến, vương gia cũng không liếc mắt nhìn. Nói nhảm như vậy làm gì, đây không phải là chuyện tốt ư. Từ trước đến nay bổn vương vẫn luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui mà." An Thân Vương tỏ vẻ nũng nịu nói. Nghe vậy, người hầu tên là Đại Kim phì cười một tiếng, đương nhiên không đồng ý. Thương Mai cứ như vậy bị bỏ lại trong phủ An Thân Vương, thậm chí ngay cả một câu cô cũng không chen vào được. Cô ngơ ngác dõi theo bóng lưng của An Thân Vương, trước khi đi ra đứng ở hành lang, cô không biết nên đi hay ở lại. Trong hành lang gấp khúc đột nhiên có một bóng người đi đến nàng ta mặc một bộ quần áo đỏ chót, đỏ đến mức chói mắt, giống hệt như một cô dâu mới. Nàng ta chính là cô gái khi nãy gặp ở bên ngoài, bây giờ nàng ta đã thay một bộ quần áo khác. Màu sắc sặc sỡ này khiến Thương Mai cảm thấy rất xinh đẹp, thật sự rất đẹp mắt, thậm chí cô còn vui vẻ thưởng thức. Người tên là gì? Nàng ta không chút khách khí đánh giá cô, cũng không ngại hỏi thẳng. Dường như nàng ta đã quen với thái độ vinh mặt sai khiến người khác. Sau khi hỏi Thương Mai xong thì trực tiếp đi vào bên trong ngồi xuống, thái độ rất vinh váo, kiêu ngạo. Tôi tên là Hạ Thương Mai. Thương Mai không biết người trước mặt này là ai, chỉ dựa vào dáng vẻ kiêu ngạo và cách ăn mặc của nàng ta, có thể nhìn ra người này vô cùng cao quý. Nàng ta xuất hiện ở phủ An Thân Vương này, không phải là người An Thân Vương yêu thích đấy chứ. Cũng không có gì kỳ lạ cả, An Thân Vương cũng đã ba mấy gần 40 tuổi, cũng nên kết hôn rồi. Về phần Nói cái gì mà thề sống thề chết cả đời không kết hôn, đa phần đó chỉ là những lời nói bồng bột hồi trẻ, sau khi trưởng thành rồi sẽ cảm thấy bản thân hồi đó rất ngốc nghếch. Từ trước đến nay Thương Mai không bao giờ tin thứ tình yêu sắt son không thay đổi này. Hạ Thương Mai chính là cái người hủy hôn đó ư? Nàng ta đột nhiên tò mò nhìn cô, tặc lưỡi thở dài, không ngờ cô lại xinh đẹp như thế. Thương Mai nghe vậy thì dở khóc dở cười. Cô vốn cho rằng sau khi nàng ta biết cô là người đã hủy hôn thì sẽ khinh bỉ cô, nhưng không ngờ nàng ta lại dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cô. Ánh mắt đó, nếu cô không nhìn nhầm, là sùng bái ư? Tôi chính là Hạ Thương Mai vì hủy hôn nên bị người ta phỉ nhổ." Hạ Thương Mai tự nói xấu mình. Cô gái nghe vậy thì giơ tay nói, "Đám người xấu xa kia, quan tâm bọn họ nói với nói vẫn làm gì, bản thân vui vẻ là được rồi." Thương Mai đột nhiên cảm thấy khá thích cô gái này. Lập tức hỏi, xin hỏi cô là. Cô gái kéo tay của cô, nói ta tên là Mộ Dung Tráng Tráng, cô có thể gọi ta là Tráng Tráng. Thương Mai khẽ a à một tiếng, kinh ngạc nhìn nàng ta, sau đó vội vàng hành lễ. Thần nữ bái kiến trấn quốc công chúa. Thương Mai đối với lịch sử của thời đại này, mặc dù cô không quá hiểu rõ, nhưng trong đầu lại có tư liệu về vị trấn quốc công chúa này. Khi nãy nghe An Thân Vương gọi nàng ta là bà cô, vốn cho rằng hắn ta chỉ đang trêu đùa. Nào ngờ lại là thật. Mộ Dung Tráng Tráng, cái tên này đọc lên khiến người khác nghe thật buồn cười, nhưng lại là lời chúc lớn nhất, tốt đẹp nhất của Huệ tổ dành cho cô gái nhỏ bé này. Huệ tổ chỉ mong nàng ta lớn lên sẽ thật cường tráng, khỏe mạnh. Huệ tổ là ông nội của Mộ Dung Khanh, vị hoàng đế đã mất, lúc hơn 70 tuổi đã sinh ra Mộ Dung Tráng Tráng một năm trước khi băng hà. Mộ Dung Tráng Tráng giống như báu vật, khiến cho bệnh tình khi đó của Huệ tổ cũng tốt hơn rất nhiều sự ra đời của một sinh mệnh mới khiến Huệ Tổ miễn cưỡng chống đỡ hơn nửa năm rồi mới băng hà. Trước lúc lâm chung, ngoại trừ bàn giao việc trọng đại của đất nước, Huệ Tổ còn đặc biệt nhắc đến cô công chúa nhỏ này, nàng ta chính là chiếc áo bông nhỏ của Huệ Tổ. Ông ta để lại di chỉ, không cho phép bất kỳ ai làm phiền đến cuộc sống của mộ dung tráng tráng, sau khi lớn lên, nàng ta muốn sống như thế nào thì cứ để nàng ta sống như thế đó. Sau khi Huệ Tổ băng hà, Hoàng huynh lớn của Mộ Dung Tráng Tráng hay nói cách khác chính là tiên đế mà ngày nay vẫn hay nhắc đến lên ngôi, ông ta đã phong cho Mộ Dung Tráng Tráng làm Trấn Quốc công chúa. Sau khi tiên đế qua đời, vị hoàng đế lên ngôi từ đó đến nay, vị hoàng đế mắc bệnh nặng hiện giờ chính là cháu trai của Mộ Dung Tráng Tráng. Sau khi lên ngôi đã phong cho Mộ Dung Tráng Tráng làm Đại Trấn Quốc trưởng công chúa. Chương 71, Nhiếp chính vương trung phục. Bởi vậy, Mộ Dung Tráng Tráng này ngay cả đương kim hoàng thái hậu cũng phải nể mặt nàng mấy phần, bởi vì trước đây tiên đế này cưng chiều đứa em gái nhỏ nhất giống như là bảo bối vậy. Hơn nữa, vị công chúa này được phong làm chấn quốc công chúa, chấn quốc công chúa, quyền lực còn trên cả hoàng hậu, lại ngang vai vế với hoàng thái hậu, chính là nhân vật trong truyền thuyết. Huyền thoại nhất là, dù nàng đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn chưa muốn thành thân. Hoàng thái hậu vì hôn sự của nàng cũng rất đau lòng. Mộ Dung tráng tráng kéo thương mai ngồi xuống, cực kỳ thích thú hỏi cô, người không thích A à Toàn phải không? Không thích hắn cũng không sao hết, nhà họ Mộ Dung chúng ta có rất nhiều nam nhân xuất sắc, người để ý ai thì ta sẽ để ngươi làm chủ hết. Thương mai nhích người vào trong một chút, nàng đang bán hàng ế sao? Tạm thời thương mai, cô còn chưa có nói hết, Mộ Dung tráng tráng dẫm lên ghế nàng, lấn người lên, trong mắt hiện lên hưng phấn, người thấy A à Tử thế nào? Thương Mai không nói, A tử trong miệng nàng chắc là mộ dung tử, an thân vương, nhưng mà nàng không biết an thân vương từng thầm yêu mẹ cô sao? Mộ dung tráng tráng nhìn sắc mặt của cô cảm thấy chắc là cô không thích a tử trong miệng mình, hỏi tiếp cháu tứ, cháu ngũ, cháu lục. Vẻ mặt Mộ dung tráng tráng sợ hãi, lão thất, người thích lão thất sao? Thương Mai thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của nàng, cô ngập ngừng hỏi, nhiếp chính vương có chuyện gì sao? Mộ dung tráng tráng cảm thông nhìn cô, thích ai không thích lại thích thằng nhóc lão thất kia, hắn không có tôn trọng bề trên, tiêu căng ngạo mạn, lại tàn nhẫn, lòng dạ độc ác, lạnh lùng, người xấu nhất ở trong thiên hạ, cũng không thể xấu hơn hắn. Thương Mai nghe nàng miêu tả, không nhịn được mà bật cười, công chúa đánh giá vương ra thật đặc biệt nha. Mộ dung tráng tráng hừ một tiếng, vẻ mặt nhàm chán thu chân lại, lão thất là tai họa, tôi hy vọng ông trời đưa hắn nhanh nhanh lên. Nàng vừa nói xong, lại thấy an thân vương đã đi rồi mà quay lại giống như cơn gió cuốn vào vẻ mặt ngưng trọng nắm lấy cổ tay thương mai đi với ta một chuyến a à, khanh xảy ra chuyện rồi trong lòng thương mai lộp bộp sao vậy sợ sẽ không xong giọng nói an thân vương khàn khàn khóc mắt lại đỏ mộ dung tráng tráng đưa tay tát mình mấy cái thật mạnh khuôn mặt trắng nõm bỗng nhiên sưng đỏ lên khóc nức nở nói ta 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 rút lại mấy lời vừa nãy của ta chân thương mai nhún ra đầu ầm một tiếng, không biết phải làm sao đứng lên, nhìn An Thân Vương nói, nhanh, nhanh đưa ta đi. Cô không biết tại sao mình lại hoảng sợ như vậy, có lẽ mộ dung khanh là chỗ dựa vững chắc duy nhất của cô, nếu như mộ dung khanh xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ xui xẻo. Một nhóm ba người, vội vàng đi đến một đại viện ở trong kinh thành. Nơi này không phải là phủ của nhiếp chính vương, trên cửa viết phủ đại tướng quân. Cửa phủ có trọng binh canh giữ, đèn đuốc ở cửa đã tắt, cửa khép kín, lúc An Thân Vương và Thương Mai đi đến, mới mở cửa ra, sau đó lại đóng lại. Thương Mai để ý, ở tường của phủ đệ có một hàng cung thủ, tập trung nghiêm túc bày trận chờ địch. Thương Mai biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nhịp tim đập bình bịch, tay chân lạnh như băng. Nửa người mộ dung tráng tráng gần như là dựa sát vào người An Thân Vương, hai chân mềm nhũn bước đi không có lực, trong miệng cô lầm bầm nói, ta rút lại mấy lời vừa nãy của ta, trời cao làm chứng, mộ dung tráng tráng ta miệng độc, nhưng trong lòng ta không có nghĩ như vậy, ta rút lại, ta rút lại, lão thất nhanh chóng khỏe lại. Tâm trạng thương mai lo lắng nhìn nàng, thấy mặt mũi nàng tái nhợt, đã không còn vẻ mặt vui vẻ hớn hở giống như ở trong phủ nữa, vô cùng hoảng hốt. Giọng cô giống như là đang khóc, nói nhanh và gấp, cứ nói đi nói lại vài câu đấy. An thân vương ôm bả vai nàng, cũng không nói gì, vừa đi vừa ôm nàng. Đi đến một vườn hoa độc lập trong phủ, trong viện thắp sáng đèn giật kinh phong, trước cửa có hơn mười mấy người tay cầm trường kiếm đang canh giữ trước cửa, một trận gió nổi lên trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Cửa mở ra, có người bưng nước ra, thương mai thấy chậu nước toàn là màu đỏ, mùi máu tanh rất nồng. An thân vương và thương mai vội vàng đi vào, thấy một vài thi thể ở phòng chính đã được dùng vải trắng che, trên vải trắng cũng nhuộm máu. Đi vào trong, thấy trong phòng có mấy chiếc giường vừa được dựng tạm lên, trên mỗi cái giường cũng có người bị thương nằm lên một người trong số đó chính là nghiêm vinh mười mấy đại phu đang bận rộn mặc quần áo giống nhau chắc là đại phu của cục huệ dân thương mai sửng sốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy đại nạn sao sao ai cũng được đưa đến đây vậy xem được vén lên một nam nhân cao lớn mặc chiến bảo màu đen đi ra thấy an thân vương đi đến lông mày kiếm nhướng lên nghiêm nghị hỏi vương gia đã đến đại phu hạ đã đến chưa An Thân Vương đẩy Thương Mai, hỏi Tô Thanh, hắn sao rồi? Người được gọi là Tô Thanh nhìn Thương Mai, nói, vào rồi nói sau. Ba người đi vào, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng loang lổ vết máu, chắc là máu của hắn lúc quay về đây, một đường thẳng đến mép giường. Mộ Dung Tráng Tráng đặt mông ngồi dưới đất, trời ạ, à, đây là thế nào? Đại phu ở trước giường đang xử lý vết thương cho Mộ Dung Khanh, Thương Mai không hề nghĩ ngợi đã đi nhanh đến. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn, Thương Mai lập tức biết tình huống không có ổn, hắn mất máu quá nhiều, đứng nói là sắc mặt, ngay cả môi cũng trắng bệch. Toàn bộ quần áo bị nhuộm thành màu đỏ, trên mặt cũng có máu, nhưng mà, Thương Mai có thể nhanh chóng phân biệt được đâu là máu của hắn, đâu là máu của người khác. Đại phu đang xử lý vết thương trên ngực, quần áo cũng không cởi ra, chỉ là cắt một chút. Kéo, Thương Mai kìm lại hoảng sợ trong lòng, phân phó. Tô Thanh vội vàng đưa kéo cho cô, Thương Mai cẩn thận cầm vạt áo cắt từ phía bên, tay áo cũng cắt, thẳng đến quần. Trong số 12 vết thương, thì vết thương ở trên ngực là nặng nhất, từ bên trái ngực kéo thẳng xuống bụng dưới. Vết thương ngoài ra được cắt ngăn nắp, là thương tích do kiếm gây ra. Không thể dùng thuốc cầm máu, quá chậm, không dừng được. May là có mang theo túi kim bên người, thương mai nhanh chóng châm cứu các huyệt vị quan trọng, dùng biện pháp phong bế huyệt đạo để cầm máu. Đùi phải có một vết thương, vết thương toàn là màu đen, đây là dấu hiệu của việc trúng độc. Thương Mai trầm giọng nói, có thuốc giải độc không? Không có thì lấy thuốc nổ đến đây. Thuốc nổ, đại phu hỏi, người muốn thuốc nổ để làm gì? Vết thương có độc, dùng thuốc nổ để có thể ngăn chất độc vào trong cơ thể nhanh hơn. Thương Mai đã không có rảnh để giải thích với ông ta rằng trong thuốc nổ có lưu huỳnh, có tác dụng để loại bỏ hiệu quả của thuốc độc ở mức độ nhất định. Bây giờ tìm thuốc nổ ở chỗ nào? Tô Thanh cao mày. An thân vương nói, pháo, có pháo hay không để ta ra ngoài hỏi tô thanh xoay người chạy ra ngoài nước nóng lần lượt được bưng lên thương mai đang không ngừng lau vết thương trong lòng rất hoảng hô hấp của hắn rất yếu dấu hiệu của sự sống cũng chỉ có hô hấp yếu ớt kia và tim gần như là ngừng đập mất máu rất nhiều bây giờ cần truyền máu nhưng mà không thể làm được chỉ có thể dùng cách phong bế huyệt đạo để máu không có chảy ra nữa xử lý tất cả vết thương sau đó dùng kim vào tủy kích thích tùy nhanh chóng sản sinh ra máu. chương 72, khâu vết thương ngoài. Thương Mai vừa cấp cứu, vừa dặn đại phu, mau chuẩn bị thuốc cầm máu bạch dược, trước tiên đổ đầy, sau đó chuẩn bị canh quy lộc dùng để sản sinh máu, thêm thuốc địa hoàng, đem hết lại đây. Đại phu do dự nói, e rằng cũng vô ích. Mau đi, Thương Mai hét lên với ông ta, giọng cô cũng thay đổi, cô không thể để mộ dung khanh chết được, mộ dung khanh là chỗ dựa duy nhất của cô, ít nhất lúc này là như vậy. An thân vương nắm lấy cổ áo đại phu, làm theo chỉ dẫn của nàng ấy. Vâng, vâng, đại phu lập tức chạy đi. Mộ dung tráng tráng nhìn thấy thương mai không sợ máu và vết thương, xử lý từng bước một đâu ra đấy, có thể bình tĩnh ra lệnh cho đại phu, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc của cô, không hiểu sao nàng ta bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Tô Thanh mang hỏa dược đến, không nhiều lắm, nhưng đều lấy từ trận địa pháo. Thương Mai đặt hỏa dược lên vết thương có độc rồi dùng lửa đốt, sau khi ngọn lửa biến mất thì máu vết thương cũng không còn nữa. Tô Thanh đột nhiên hiểu được, miệng vết thương khép lại thì độc không cách nào có thể xâm nhập vào miệng vết thương. Người phụ nữ này thật sự rất thông minh. Trên chiến trường đôi khi cũng dùng lửa để đốt vết thương, đương nhiên có tác dụng cầm máu, nhưng không ngờ dùng hỏa dược lại có tác dụng khử trùng. Sau khi xử lý vết thương trên người, rồi mới chậm rãi kiểm tra những vết thương nhỏ trên mặt và cánh tay. Rất may vết thương trên tay không bị gãy xương hay gân, chỉ là vết thương ngoài da, rất dễ xử lý. Bạch dược cùng nước ấm rót vào miệng hắn, nhưng hai hàm răng của hắn cắn chặt, gần như khó có thể vào được. Thương mai phải ôm lấy đầu của hắn, lại để tô thanh cậy răng ra mới rót vào được. Bên ngoài rất ồn ào, đều là tiếng đại phu dặn cho người hầu làm việc. Sau khi cho uống hết bạch dược, sẽ mất một lúc mới có thể cho uống canh quy lộc. Thương Mai ngồi ở bên giường bắt đầu bôi thuốc cầm máu, thời gian phong tỏa huyệt vị không thể quá lâu, nên trước tiên phải bôi thuốc cầm máu lên vết thương. Cũng không thể lập tức châm kim vào, phải châm theo từng bước một, tránh cho lúc lấy kim ra, máu trong cơ thể ngược lại chảy vào vết thương, đến lúc đó không có cách nào ngừng lại được, máu trong thân thể cũng sẽ chảy đến khô cạn. Khi đại phu nhìn thấy Thương Mai biết châm cứu, ánh mắt của ông ta càng trở nên kính trọng hơn. Sau khi châm xong, kiểm tra lượng máu cũng may không có máu thấm ra, có thể thấy thuốc cầm máu đã phát huy tác dụng, cô bắt đầu băng bó vết thương bên ngoài. Thời tiết rất nóng, lúc băng bó nhất định phải khử độc trên thuốc, lúc đổi thuốc cũng phải cẩn thận, nếu không thì rất dễ làm cho vết thương nhiễm trùng. Cô không băng bó chỗ vết thương nặng, một lúc nữa sẽ phải khâu lại, vết thương rất lớn và dài, nếu không khâu lại chắc chắn sẽ để lại di chứng nặng hơn hoặc vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Cô băng bó rất chuyên nghiệp, ngay cả đại phu của cục huệ dân khi nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, kỹ thuật điêu luyện như vậy ít nhất cũng là đại phu làm mười mấy năm về băng bó mới có thể làm được như vậy. Nhưng cô nương này hình như chỉ mới 15, 16 tuổi, đặc biệt là vừa nãy còn thực hiện một loạt kỹ thuật châm cứu, cầm máu và khử trùng, đối diện với người bị thương nặng như vậy, cô cũng không lộ ra vẻ sợ hãi hay lo lắng gì, huống chi vị đang nằm kia lại là nhiếp chính vương. Tô Thanh thấy vậy không khỏi thầm kinh ngạc, có vẻ như cô có đủ khả năng làm đại phu, như một người đại phụ thực thụ. An thân vương vẫn luôn đứng bên cạnh, ông ta không nhìn thương mai xử lý vết thương như thế nào, ông ta chỉ nhìn chầm chầm vào mộ dung khanh, như thể đang xem hơi thở của hắn có ổn hay không, lúc hô hấp không thông, ông ta cũng căng thẳng, lúc thấy hô hấp ổn định rồi, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, quả thật là tra tấn người khác. Mọi người thấy cô băng bó xong một vài vết thương nhỏ, rồi dừng tay lại, đại phu hỏi những vết thương khác không băng bó sao thương mai lắc đầu những vết thương lớn đó phải đợi một lát ta muốn khâu lại đại phu cho rằng mình nghe nhầm cái gì khâu lại khâu cái gì thương mai đang xem xét nên dùng sợi chỉ như thế nào nên vẫn không trả lời câu hỏi của ông ta sợi bông thông thường không có độ dẻo dai để khâu vết thương cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi an thân vương nhưng lại thấy mọi người đang nhìn mình một cách chằm chằm như thể đang chờ cô trả lời, lúc này cô mới nghĩ đến câu hỏi của đại phu và giải thích, khâu vết thương giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương, ngăn ngừa việc máu lại chảy ra và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Lấy ví dụ, nếu vết thương không được khâu, sẽ mất 10 ngày để lành. Nếu chỉ khâu thì chỉ cần 4 ngày, điều này giúp cải thiện khả năng hồi phục của vết thương và ngăn vết thương nhiễm trùng trở lại. Cô ngừng lại, coi như có khâu vết thương thì cũng có khả năng bộc phát trở lại, hai, cô cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình tuy rằng bề ngoài đang nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng trong lòng không giấu được vẻ hoảng sợ. Cô sợ hãi trước cái chết của hắn và hắn sẽ chết trong tay cô. Đầu óc cô dối bời, lòng cô dối bời, khi nói chuyện, giọng nói của cô đã hơi run run, còn sợi chỉ nào dẻo dai hơn không? Tô Thanh ngập ngừng hỏi, thật sự muốn khâu vết thương lại. Thương Mai thản nhiên gật đầu, đúng vậy. Cô không muốn giải thích gì nữa, việc ném ra từng cụm từ chuyên môn sẽ chỉ khiến lòng cô càng thêm dối bời. Tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí thời hiện đại, với y học hoặc thiết bị tiên tiến, cũng chưa chắc có thể cứu được. Cô bây giờ phải dốc hết toàn bộ sức lực, cho dù là một phần trăm cũng có hy vọng. Cô không dám nhìn vào mắt bọn họ, có lẽ mọi người có mặt đều nghĩ rằng cô có thể cứu được, kỹ thuật xử lý vết thương lưu loát và trôi chảy làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhưng thương mai lắng nghe nhịp tim của hắn, mở đôi đồng tử của hắn ra, hy vọng từng chút một bị rút đi. Cô chỉ có thể làm những phương pháp cơ bản nhất, băng bó, khâu vết thương để cầm máu, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn sinh mệnh của hắn dần dần yếu đi. Những người có mặt ở đây đều im lặng một lúc, An Thân Vương khẽ nói, "Dùng sợi tơ đi." Thương Mai gật đầu, "Được." Kỹ thuật khâu thật ra đã có từ thời cổ đại, nhưng Thương Mai lại không biết có thể thấy y thuật ở đây lạc hậu như thế nào. Trước kia khi cô học Trung Y, Cô biết thời tấn đã sớm có kỹ thuật khâu ngọ ai thương với những ghi chép đơn giản từ cuốn thuyết về nguồn gốc bệnh tật và vết thương do đao kiếm gây ra, dùng nước muối khử trùng. Cuốn sách 12 công thức chữa bệnh cũng được ghi lại rất chi tiết. Mặc dù kỹ thuật khâu không được sử dụng rộng rãi, nhưng với tư cách là một đại phu, cũng không đến nỗi mà chưa bao giờ nghe qua. Trước kia dùng sợi dâu tầm để khâu, hoặc là chỉ gai, sợi tơ đôi khi cũng được sử dụng, nhưng thương mai lại nghiêng về việc sử dụng sợi tơ để cho dễ xoay và dễ khâu nhận lấy sợi tơ thương mai sai người lấy chiếc kim khâu lớn nhất nhìn những dụng cụ chữa bệnh này thương mai chỉ cảm thấy trong lòng bất lực mặc dù cô có đoạt phách hoàn nhưng vết thương bên ngoài nặng như vậy căn bản là cũng không có bao nhiêu tác dụng thứ duy nhất có thể được sử dụng là kim và thuốc quá trình khâu kéo dài và đầy khó khăn thậm chí còn không có người hỗ trợ ngay cả việc dùng bông lau máu cũng tự mình làm. Chương 73, cô làm không được. Trong lúc này, có một người tới, mặc áo quan màu đen, đội mũ, thắt lưng ngọc, trên trán có một vết sẹo bên trái lông mày, mặt mũi tuấn tú kiên nghị, hai mắt sáng như điện. Hắn và An Thân Vương sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, đứng ở một bên, Thương Mai không phát hiện ra hắn, đang chuyên tâm cho từng đường kim mũi chỉ may vá lại cơ thể của Mộ Dung Khanh. Trên đầu cô có mồ hôi, mộ dung tráng tráng lau đi cho cô, giống như cô vợ nhỏ, phục vụ ở bên cạnh. Khâu vá dài một giờ, nhiều kỹ thuật thành thạo cũng không chịu nổi sự lạc hậu của trang thiết bị. Lúc thương mai đứng lên, người đã chịu không nổi, trước mắt tối sầm, dường như muốn té xỉu xuống đất. Người mới tới kia đưa tay đỡ thương mai, nhàn nhạt nói cẩn thận một chút. Hai tay khâu vá của thương mai đều phát run, khoác lên trên cổ tay của người kia, không ngừng run dày vẻ mặt cô u tối tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái chợt nhớ tới câu nam nữ thủ thụ bất thân vội vàng rời khỏi hắn mộ dung tráng tráng đem tới cái ghế để thương mai ngồi xuống lại thân thiết đưa một ly nước tới sau đó dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn thương mai lão thất sao rồi thương mai uống cạn ly nước buông cái ly xuống hai tay đan vào nhau khống chế run rẩy nghe thấy câu hỏi của mộ dung tráng tráng biết tất cả mọi người đều đang đợi cô trả lời hắn thế nào Cô cũng không biết, mông lung quay đầu nhìn hắn một cái, hắn an tĩnh như một vị công tử vỡ nát, dường như ngay cả hô hấp cũng không thấy được. Nửa giờ sau, đâm huyệt cho hắn, cô không muốn giải thích là muốn đâm vào trong xương tủy sau lưng, kích thích tế bào gốc vận hành tạo máu, nói đâm huyệt, bọn họ có lẽ sẽ không truy hỏi nữa. Giọng của Mộ Dung tráng tráng run rẩy hỏi, vậy lão thất sẽ chết sao? Thương Mai nhìn nàng ta, há hốc mồm, nhưng không biết trả lời thế nào sẽ, khả năng sẽ chết rất lớn. Nhưng mà, cô không thể nói, cô không dám nói, cũng không dám tin. Cô muốn nói với mình, mộ dung khanh mặc dù là chồng tương lai của cô, nhưng ý chỉ vẫn chưa ban xuống, chuyện này còn chưa vào đâu, hai người không có quan hệ gì, sống chết của mộ dung khanh không hề liên quan gì đến cô. Nhiều lắm, chính là mất đi một núi dựa, nhưng cô vẫn có thể đấu với hạ thừa tướng, cô có đủ lòng tin, có thể sống tiếp. Tiêu thác, lần trước người đánh thắng trận trở về hoàng thượng không phải thưởng cho ngươi một cây nhân sâm ngàn năm sao an thân vương thấy thương mai không trả lời mộ dung tráng tráng đột nhiên hỏi tiêu thác chính là người đàn ông mặc áo quan mới tới kia an thân vương nói như vậy hắn chợt ngẩng đầu phải ở hậu phủ vẫn chưa dùng hắn lập tức xoay người đi ra ngoài miệng nói để ta cho người về lấy tô thanh nói mà tướng cưỡi ngựa đi lấy nói xong cũng đi theo ra mộ dung tráng tráng hỏi thương mai nhân sâm có ích không trong phủ ta có một đống nhân sâm lớn tuyết liên còn có rất nhiều dược liệu quý giá thương mai nói nhân sâm có thể bổ máu tốt nhất là truyền máu không có cách nào truyền máu chỉ có thể dùng thuốc tiêu thác trở lại đứng ở mép giường nhìn mộ dung khanh vẻ mặt hết sức nghiêm túc vết sẹo từ chán đến lông mày kia lẫn vào nhau khiến người nhìn không cảm thấy dữ tợn ngược lại là tăng thêm mấy phần uy nghiêm mấy người bị thương có ai chết không an thân vương tiến lên hỏi một câu tiêu thác nói chết sáu người còn lại toàn bộ đều bị thương lúc ta chạy đến bọn họ đã hàng phục thủ đoạn thật độc ác an thân vương cắn răng nghiến lợi nói tiêu thác lạnh lùng thốt có nội gián an thân vương ngây ra nội gián nếu không có nội gián hành động lần này sao lại bị phát hiện lần này hành động là ý muốn nhất thời trừ mấy người bên ngoài tất cả mọi người đều không biết Người nói là an thân vương hạ thấp giọng người bị thương bên ngoài, có kẻ là nội gián. Không, nội gián chết rồi. Đôi mắt tiêu thác lạnh lùng, ta đã kiểm tra cơ thể người chết, trong đó có một người, trên bàn chân khoét một chữ, cùng là chữ lương với kẻ địch chúng ta phát hiện ở miếu trên núi lần trước. Thương Mai nghe câu đó, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn tiêu thác, chữ lương. Là người của lương vương sao? Nhưng lương vương hiện nay vẫn đang bệnh, lại có quan hệ rất tốt với mộ dung khanh, lương vương tại sao phải mai phục giết mộ dung khanh an thân vương nói chết không cách nào truy xét bọn họ lần này đánh bại người của chúng ta còn làm thương vương ra nhất định là muốn giết nội gián diệt khẩu tiêu thác nói an thân vương không lên tiếng nhíu chân mày lo lắng nhìn mộ dung khanh mộ dung tráng tráng chăm sóc mộ dung khanh khi thì lau mặt cho hắn khi thì bóp tay cho hắn trong miệng nói bàn tay này phải ấm áp chút lạnh như băng khiến người ta sợ lắm đó Thương Mai co do ngồi ở trên ghế, hai chân chụm lại, tư thế này khiến cô có cảm giác an toàn, cô đã không quan tâm việc có nhã nhận hay không nữa. Thời gian chờ đợi là khó khăn nhất. Mới vừa khâu lại, không thể chuyển động cơ thể, cho nên cũng không có cách nào khâu ở phía sau, chỉ có thể đợi. Mọi người đều cho rằng Thương Mai sẽ còn làm gì đó, cho nên vẫn luôn đợi cô, nhưng thấy cô co giúp ở trên ghế, không làm gì cả, mọi người hiểu được, bây giờ đã không còn gì có thể làm tiêu thác nhìn thanh mai sốt ruột hỏi hắn bây giờ rốt cuộc như thế nào tốt hay xấu ngươi nói chuyện đi thương mai ngẩng đầu lên chỉ cảm thấy người trước mắt như ẩn như hiển như có hai người cô không trả lời chỉ là lấy kim ra đâm một kim vào sau tay mình tiêu thác thấy cô như vậy hết sức kinh ngạc đang muốn hỏi lại an thân vương kéo hắn đi ra nói ngươi để cho nàng ta nghỉ một chút mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện nàng ta rất mệt rồi mệt cũng phải cứu người chứ. Tiêu thác cảm thấy cách nói này của an thân vương không có lý lẽ, người còn ở trên giường sống chết chưa biết, nàng ta mệt mỏi cái gì. Lúc hắn sai người đi tìm an thân vương, an thân vương nghe tình huống, kiên quyết muốn đi về dẫn thương mai tới, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm vào cung mời ngự y xuất cung rồi. Bây giờ xem ra, vẫn phải đi mời ngự y. Cho nên, hắn nói với an thân vương, ta đề nghị, hay là cho ngự y xuất cung đi, tình huống quá nguy cấp an thân vương lắc đầu vô dụng nếu ngay cả nàng ta cũng không có cách ngự y lại càng không tiêu thác chỉ cảm thấy buồn cười y thuật của nàng ta có thể cao minh hơn ngự y sao a à, toàn là do nàng ta cứu an thân vương nhàn nhạt, nhạt nói vậy thì thế nào vẻ mặt tiêu thác rất khinh thường bệnh và vết thương không giống nhau có lẽ nàng ta chỉ là trùng hợp biết chữa trị loại bệnh đó thì sao y thuật trong nước có mấy người có thể cao minh hơn ngự y cho dù có cũng không có khả năng là một tiểu nha đầu thúi. Lời này nồng nặc mùi khinh bỉ, nhưng thương mai dường như không nghe thấy, trong đầu chỉ đang suy nghĩ về châm cứu. Dùng kim đâm kích thích xương tủy, xúc tiến ra máu, là rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ gây tổn thương thần kinh tủy, cho dù còn sống, cũng có thể không đứng lên được nữa. Điều này đối với mộ dung khanh mà nói, so với chết còn thảm hại hơn. Hơn nữa, không thể nói một lần là được, một lần, hai lần, ba lần, Cách 4 tiếng cũng chính là 2 giờ, phải đâm một lần, sau đó phối hợp vận máu thuốc thang mới có một cơ hội sống. Cô cẩn thận nghĩ lại rất nhiều phương pháp cổ từng thấy, nhưng đối với bệnh nhân mất máu nghiêm trọng như vậy, lại bị ngoại thương nghiêm trọng, cô thật sự không có cách tốt hơn. Hơn nữa, sợ nhất vẫn là vết thương lây lan. Chương 74, hiểu lầm. Tiêu Thác thấy cô vẫn luôn không lên tiếng, thậm chí lên tiếng cũng trầm mặc như trước, nóng lòng cộng thêm lo lắng hơn nữa không có tín nhiệm với cô không để ý an thân vương ở đây một bước dài đi tới hai tay bắt lấy bả vai thương mai lắc lắc tức giận nói người nói chuyện đi hắn như thế nào rồi hắn là võ tướng sức lực vốn khác với người thường thương mai đã quá mệt mỏi bị hắn lắc kịch liệt như vậy trời đất quay cuồng trước mắt tối sầm ngất xỉu đi tiêu thác ngẩn ra vội vàng ôm lấy cô an thân vương tiến lên không vui nói tiêu thác người tức giận với nàng ta làm gì nếu nàng ta có cách thì sao chỉ ngồi bất động được việc có thể làm nàng ta nhất định đều làm rồi mộ dung tráng tráng thấy tiêu thác kích động như vậy làm hại thương mai té xỉu cũng tức giận đẩy tiêu thác một cái tên thô bạo này có bản lĩnh tự ngươi cứu đi ức hiếp một nữ nhi còn là hảo hán gì nữa nàng ta đoạt lại thương mai từ trong ngực tiêu thác muốn ôm ra ngoài nhưng không đủ sức bịch một tiếng thương mai ngã trên mặt đất lửa giận trên mặt nàng ta biến mất ngượng ngùng nói hay là các ngươi ôm đi thương mai rơi xuống đất ngược lại tỉnh táo hơn cô chậm rãi con người lên bò lên ghế băng vẫn cảm thấy choáng váng đầu gục trên bàn giọng khàn khàn nói nửa giờ sau ta sẽ châm cứu cho hắn để ta nghỉ một chút giọng cô mệt mỏi vô lực là thật sự quá mệt mỏi rồi từ lúc ở tổ đặc công bị cấp trên giết chết đến khi chuyển kiếp vào tướng phủ ép cưới bị đánh bị hạ độc bị mưu hại vào cung trải qua vô số khổ nạn tai kiếp, đều phát sinh trong vòng mấy ngày, cô từ nguyên chủ yếu đuối vô lực từ từ đứng lên, thậm chí ép mình giống như một con chó đi ngửi từng hơi thở, nhưng mà, đổi lấy là Hạ Lâm bởi vì cô mà chết, mới vừa có được một núi dựa, lại tràn ngập nguy cơ, quan trọng nhất chính là, đây cũng không phải là kết thúc, ước chừng chỉ là một bắt đầu, trong tướng phủ. Còn có rất nhiều âm mưu tính toán chờ cô, hơi lơ là, cô và Liên thị đều sẽ chết trong tay bọn họ, hơn nữa tuyệt đối là chết rất thảm tư chất tâm lý có mạnh hơn nữa đối mặt với khốn khó như vậy cũng không khỏi mất hết ý chí hơn nữa cô cũng không biết có phải chỉ bởi vì mất đi một núi dựa hay không hay là cái chết của hạ lâm ảnh hưởng đến cô dẫn đến suy nghĩ của cô hỗn loạn lòng bùn rùn thấy bộ dáng này của cô tiêu thác cảm thấy cực kỳ khinh bỉ đàn bà chính là hết sức yếu ớt một chút khổ cũng chịu không nổi tiêu thác không hiểu nhiều về thương mai chỉ biết cô là con gái của hạ thừa tướng, từng thoái hôn lương vương, chuyện sau này bởi vì hắn bận những chuyện khác, không có chú ý nhiều, chỉ là nghe mộ dung khanh nhắc tới, hạ thương mai này sau khi thoái hôn lương vương lại cứu lương vương. Mộ dung tráng tráng thấy thương mai nằm một lúc cũng không ngẩng đầu lên, biết cô mệt mỏi, hơi đau lòng, ạn dò cho người mang một chậu nước nóng vào cho cô rửa mặt. Thương mai nghe thấy nàng ta dặn dò, ngẩng đầu lên, nói muốn nước lạnh, tốt nhất là nước giếng. Cô cần phải duy trì tỉnh táo, nước giếng lạnh băng có thể khiến cô tỉnh táo. Được, nước giếng, Mộ Dung Tráng Tráng hỏi lại, còn cần gì không? Thương Mai suy nghĩ một chút, rượu mạnh, chậu lửa. Cây kim dài nhất của cô, sau khi mua từ chỗ đại phu về vẫn chưa khử độc, bởi vì cô cho là không cần dùng đến cây kim đó. Nhưng mà, bây giờ cần. Tiêu Thác lại cho rằng cô muốn uống rượu, giận dữ không cho phép lấy rượu. An thân vương lạnh lùng nói, được rồi, người im miệng. Mộ dung tráng tráng hai tay ôm ngực, nhảy lên trên ghế cao, từ trên cao nhìn xuống tiêu thác, bổn cung cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn nói năng lỗ mãng với thương mai nữa, bổn cung lập tức cắt lưỡi ngươi. Tiêu thác sợ nhất trưởng công chúa này, nàng ta không sợ trời không sợ đất, cũng không theo khuôn mẫu, ồn ào làm người ta nhức cả đầu. Hắn nhàn nhạt nhìn thương mai, được, bản tướng ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn muốn gì nữa có cần chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn không? Thương Mai đói rồi, cơm tối cũng chưa ăn đã ra ngoài, cho tới bây giờ, công việc trước kia có bận đi nữa, cô cũng sẽ ăn gì đó, nhưng mà, bây giờ biết rõ mình cần có thể lực, nhưng một chút thèm ăn cũng không có. Chuẩn bị cho nàng ta một chút đi, mộ dung tráng tráng nói với thị nữ. Thị nữ lên tiếng đáp lại đi ra ngoài. Thức ăn được đưa lên, thương mai nhìn thức ăn phong phú, nhớ tới mấy ngày nay ở cổ đại, Thời gian cô dùng cơm đều là ở trước giường bệnh, dường như chưa từng ăn một bữa cơm bình thường. Ăn đi, chẳng lẽ còn không hợp ý sao? Tiêu Thác nhìn Thương Mai, trong lòng thật sự sốt ruột muốn chết, Vương Gia Yên lặng nằm bên đó, nàng ta ngược lại thì tốt rồi, muốn cái này muốn cái kia, y như tới làm khách vậy. Rượu trắng cũng mang tới rồi, Thương Mai lấy chân bảo ra đi tới trước cây nến, đưa cây kim dài vào ngọn lửa hơ một chút, sau đó nhúng vào trong rượu. Sau đó cô cầm một cái bánh bao lên cắn từng miếng cố gắng nuốt xuống ăn xong một cái lại ăn một cái nữa giống như là hoàn thành nhiệm vụ ăn hết ba cái bánh bao trong chén thức ăn thì không đụng chút gì nước giếng đặt trên kệ rửa mặt cô đi tới hai tay ngâm vào trong nước tay áo hơi ướt cô vén lên một ít lộ ra cổ tay tiêu thác không nhịn được nhìn sang sắc mặt khẽ thay đổi trên cổ tay vốn trắng nõn kia hiện đầy các vết thương có mới có cũ có cái vẫn còn đang đỏ, có cái đã kết phải. Hấp tấp vội vã vừa nãy của hắn, vào giờ khắc này đều bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về phía thương mai, cũng trở nên khác biệt. Ông tay áo không vén lên rất cao, nhưng có thể nhìn ra vết thương là một đường dài đi lên, cũng không biết nàng ta rốt cuộc trải qua chuyện gì mà biến thành như vậy. Bởi vì vết thương trên tay cô, nhìn cô sau khi rửa mặt, trên trán cũng có một vết thương, nhìn vết thương hẳn là mới đây, chẳng qua là vừa rồi bị tóc che kín, không thấy được, bây giờ tóc ướt dính, sát lại, vết thương lộ một ít ra ngoài. Mộ dung tráng tráng và an thân vương cũng nhìn thấy, trong con người của an thân vương tích tụ cơn tức giận, hạ thương mai gặp phải chuyện gì, An ngữ cũng gặp chuyện đó, ở trong tướng phủ ăn thịt người đó mẹ con bọn họ có cùng số kiếp. Tiêu thác là người ân oán phân minh, nhớ tới vừa rồi nói xấu cô, đi lên phía trước, hạ thương mai, bản tướng thu hồi lời vừa nói, vết thương trên tay ngươi, không có gì đáng ngại chứ?" Thương Mai ngẩng đầu nhìn Tiêu Thác, rửa mặt xong, người cô cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, hoảng loạn luống cuống vừa rồi cũng đã bình phục, cô biết vừa rồi không nói một lời, quả thật cũng khiến người ta nghi kỵ, người ở đây, đối với người nằm trên giường kia hết sức lo lắng. Nhất là Tiêu Thác, kiểu võ tướng tính tình mặc dù nóng nảy này, nhưng thẳng thắn không có tâm cơ, ngược lại lại dễ sống chung. Cô nói, "Ta không sao." Thương Mai đi tới, cố định váy dài xong, Đem rượu trắng đổ vào tay rửa sạch. Cô đi tới trước giường, nhìn gương mặt tái nhợt, dũng khí và kiên nghị tích tụ từng chút trong lòng, lúc cô quay đầu nhìn Tiêu Thác, đáy mắt có thêm một phần kiên định, đại tướng quân, vương gia, ta cần các người giúp ta xoay hắn lại, đưa lưng về phía ta. Tiêu Thác và An Thân Vương nhìn vào mắt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau một cái, không nói gì, tiến lên dựa theo lời cô nói mà làm. Chương 75, tình hình không ổn. Trước khi châm cứu, cô hạ châm ở mấy huyệt phong môn, phế du, đại truy, đào đạo trước, kích thích mấy huyệt vị quan trọng trên lưng. Châm cứu vào cốt tủy không thể sử dụng loại kim mềm này, cũng may cô không cần phải lấy tủy, chỉ cần kích thích nó, mượn điện lực của đoạt phách hoàn dẫn vào trong theo kim. Cô có thể biến điện lực thành điện sinh vật qua việc khống chế nút của đoạt phách hoàn, châm điện lên huyệt vị có thể xúc tiến sự trao đổi chất, tăng nhanh quá trình phân tách tái sinh của tế bào. Nhưng hiệu quả này hoàn toàn không thể sánh bằng truyền máu điểm tựa duy nhất bây giờ chính là ý chí của bản thân hắn trước kia lúc làm quân y trong tổ đặc công từng có một người bị thương trong rừng mưa nhiệt đới cũng là mất máu quá nhiều không thể đưa đến nơi chữa bệnh trong hòm thuốc của cô chỉ có mấy viên thuốc kháng sinh cô cũng đã kết luận rằng đặc công này sẽ chết nhưng anh ta đã dựa vào ý chí mạnh mẽ mà sống sót hiếm thấy nhất là còn không có di chứng cô nhớ tên người kia tên là hồ cẩm minh người nay không phải đặc công cô chỉ nhận được lệnh đi giúp đỡ anh ta thôi, nhưng lúc đi ngang qua một cái bộ lạc, thuốc bị cướp hết, chỉ còn lại mấy viên kháng sinh giấu trong ngăn bí mật. Nhưng người này có sức sống cứng cỏi như Hồ Cẩm Minh sao? Kim dài đâm xuống, cô đè nhẫn lên đầu kim, chuẩn bị phóng điện ra. Cô rất cẩn thận, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ hơi vô ý tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Những người đang có mặt thấy sắc mặt cô nặng nề như thế cũng không dám lên tiếng, đều nín thở đợi cô bắt đầu châm cứu. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã thu kim lại, không thể đâm xuyên vào cốt tủy, hơn nữa điện lực cũng không thể quá lớn, mức độ này cô không thể kiểm soát được. Thấy cô thu kim, an thân vương dè giặt hỏi, sao rồi? Thương Mai ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có kim dài và lớn hơn một chút không? Mộ Dung tráng tráng nói, muốn dài bao nhiêu? Thương Mai giơ ngón tay lên so, dài chừng này. Loại kim may đế dày kia được không? mộ dung tráng tráng biết kim may đế dài dài hơn, cũng to hơn kim thêu một chút. Có thể mang đến cho tôi xem thử không? Thương Mai hỏi. Cô chưa từng thấy kim may đế dài Hà Tiêu thác khó hiểu liếc cô một cái, con gái nơi khuê phòng ở trong phủ đa số đều thuê hoa bắt bướm, nghe lời của cô hình như còn chưa từng nhìn thấy kim may đế dài bao giờ. Thương Mai đáp, không nhớ rõ. Tuy thấy khó hiểu, nhưng tiêu thác vẫn kêu người đi lấy kim may đế dài tới. Thương Mai nhìn thử, thấy rất hợp, bèn bắt đầu khử trùng kim lần nữa lần châm cứu này khá thuận lợi khi kim đâm vào trong cốt tủy người mộ dung khanh run lên sau đó hơi co giật run dày tiêu thác hoảng hốt xảy ra chuyện gì vậy đau thương mai trả lời đừng nói chuyện anh lo đỡ hắn ta đi đừng làm ảnh hưởng đến tôi tiêu thác lập tức không dám nói gì nữa đỡ lấy mộ dung khanh sau một lát thương mai bắt đầu châm cứu cô dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn chỗ vừa đâm vào đẩy máu ngược trở về. Tô Thành cũng về hầu phủ lấy nhân sâm tới, Thương Mai lập tức phái người nghiền nhân sâm thành bột cho hắn ăn vào. Thầy thuốc của Huệ dân cục đề nghị nấu nhân sâm thành nước thuốc, nhưng Thương Mai nhất quyết muốn mài thành bột. Mài bột khá nhanh, tiêu thác đi xuống một lát đã bưng bột đi vào. Thương Mai phát hiện ngón tay hắn có dính bột, thật sự khiến cô có ảo giác rằng hắn dùng ngón tay mài củ nhân sâm này thành bột. Sau khi pha bột nhân sâm với nước thì đút cho hắn uống. Sau khi làm xong bước cuối cùng này, Thương Mai nhìn mọi người, những gì có thể làm thì tôi đã làm hết rồi, bây giờ chỉ có thể xem ý chí của hắn ta thôi. Lời này khiến mọi người ở đây rơi vào trong khủng hoảng. Thầy thuốc của Huệ dân cục tiến lên bắt mạch, sau khi bắt xong thì nặng nề thở dài một hơi, tình hình không ổn, mạch đập ngày càng yếu. Nghe thấy câu này, Mộ Dung Tráng tráng lén xoay người lau nước mắt. Sắc mặt An Thân Vương và Tiêu Thác cũng rất nặng nề, còn Tô Thanh thì dậm chân hung hăng nói, nếu vương ra có chuyện gì, dù tô thanh tôi có liều mạng cũng phải khiến con hồ ly già kia không chết tử tế. Tiêu thác nặng nề nói, tô thanh bình tĩnh đi. Tô thanh giận dữ nói, không thể bình tĩnh được nữa, từ đầu đến cuối chuyện này chính là một cái bẫy, vì sao chúng ta không nhìn ra, cứ ngu ngốc chui vào trong chứ. An thân vương thản nhiên nói, bây giờ nói thế cũng vô dụng thôi, người đi ra ngoài ổn định lại cảm xúc trước đi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người. Tô Thanh nhìn thoáng qua mộ dung khanh đang nằm trên giường, đau lòng xoay người đi ra ngoài. Thương Mai kê một toa thuốc đưa cho thầy thuốc, bốc thuốc theo đơn này đi. Thầy thuốc nhìn thoáng qua, thấy đều là hoàng liên, diếp cá, mẫu đơn bì các kiểu, gần như không có loại thuốc trị ngoại thương, ngay cả tam thất cũng không có, không nhịn được hỏi đơn thuốc này ổn sao. Ít nhiều gì cũng phải sử dụng chút tam thất chứ. Tam thất thêm vào sau, tam thất không cần sắc, trực tiếp mài thành bột là được toa thuốc này là kháng khuẩn tiêu nhiệt, chuyện chúng ta phải làm bây giờ là tránh vết thương nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao và nhiễm trùng máu. Hả, thầy thuốc hơi không thể chấp nhận lý luận này, tuy ngoại thương có thể thêm vào mấy loại thuốc này, nhưng cũng không thể lấy nó làm chính được. Đi đi, thương mai mệt mỏi nói. Thầy thuốc nhìn qua an thân vương, vương ra, toa thuốc này không ổn lắm. An thân vương không chút do dự tin tưởng thương mai, nhưng vẫn đắn đo một chút hỏi, kê đơn thuốc này có dụng ý gì sao? theo thầy thuốc nói những loại thuốc này không phải thuốc chuyên trị ngoại thương thương mai nói ngoại thương đúng thật rất nghiêm trọng nhưng không làm hại đến phế phủ nghiêm trọng nhất là mất máu quá nhiều còn cả việc nhiễm trùng tôi vừa nói nữa ngoại thương đã may lại vấn đề không lớn lắm tiêu thác vốn không tin thương mai lắm nhưng nghe cô nói xong hắn lại thấy tin giơ tay giành lấy đơn thuốc đi bốc thuốc theo toa này đi an thân vương thấy thương mai rất mệt thì nói cô đi về nghỉ ngơi trước đi Sáng mai cô đến phủ Lương Vương trước, sau đó bản Vương lại đón cô đến đây. Thương Mai lắc đầu, "Đêm nay tôi sẽ không đi, hắn ta có thể qua được đêm nay không còn chưa chắc, tôi không đi được." Tiêu Thác biến sắc, "Vậy khi nãy cô trị liệu nhiều như thế đều không có tác dụng sao?" "Có tác dụng, nhưng tôi không phải thần tiên." Thương Mai nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn người gần như không có chút sức sống kia, tim thắt chặt lại, khó chịu nói không nên lời. Ở thời đại này, mộ dung khanh tuyệt đối không phải người cô quan tâm nhưng ít nhất là người không hãm hại cô người như thế cô hy vọng hắn có thể sống sót an thân vương hỏi vậy bây giờ cô có thể làm gì thương mai lắc đầu không thể làm gì cả an thân vương nghe vậy thì nói với mộ dung tráng tráng tiểu cô đưa cô ấy về cho cô ấy ngủ đi mộ dung tráng tráng nói được mọi người ở lại đây xem có tình huống bất ngờ gì thì phải thông báo cho chúng tôi ngay đó Thương Mai vốn không muốn đi, nhưng lại bị mộ dung tráng tráng kéo đi, cô muốn về lấy hòm thuốc và xem xét sách châm cứu, xem thử sách châm cứu có hướng dẫn cách trị liệu với ngoại thương nặng như vậy không. Về đến tướng phủ thì trời đã gần sáng, dù Thương Mai có nghỉ ngơi cũng chỉ được một tiếng đồng hồ. Người gác cổng mở cửa ra, thấy là Thương Mai và một cô gái lạ thì nhỏ giọng nói, đại tiểu thư mau về phòng đi, đừng để người ta phát hiện cô cả đêm không về, khi nãy Thúy Ngọc cô cô vừa mới đi qua đó À. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 5.